Mẹ ơi, mẹ chết thật rồi sao mẹ? Mẹ bỏ con mà đi một mình như vậy sao mẹ? Anh Tâm ơi, mẹ ơi, anh Tâm, anh đừng buồn nữa anh Tâm. Anh hãy để cho hồn bác được bình thản ra đi. Bác chết như vậy là đã được an phận rồi. Không, Thuyền ơi, mẹ anh chưa chết, vì mắt mẹ anh cũng chưa khép lại. Phải chăng mẹ anh đang chờ trong mắt đăm đăm nhìn như là mong con mau kề bên? Anh Tâm. Mẹ con mang để mẹ luôn chờ, từ nay về sau con xin không rời mẹ phút giây. Sao giờ mẹ không nói đi rằng đã không còn bên anh? Thì ra mẹ anh đã chết, vậy mà anh cứ để hồn mình chơi chơi lạc lòng, vẫn tưởng rằng người mẹ thân yêu còn sống như những tháng năm qua. Mẹ con hôm sớm bên nhau chia sẻ vui buồn, thật sự giờ đây mẹ vĩnh viễn đi rồi. Cô đốt đuốc khắp trần gian tìm kiếm cũng không thể nào có mẹ. Mẹ ơi, một người mẹ suốt đời khổ cực vì con, suốt tháng quanh năm làm thẫn cò lăn lôi, nặng gánh trên vai mẹ nuôi con ăn học, ơn nghĩa dưỡng sanh con trả mấy cho vừa. Bệnh tim của bác thật là quái ác, không ngờ trong giây phút lại phải lìa đời. Nhưng em nghĩ làm người không ai tránh được một lần xuôi tay nhắm mắt. Em khuyên anh chớ khổ đau nhiều mà có hại với sức khỏe đó. Tuyền ơi, hãy để cho anh được cùng mẹ anh tâm sự, dẫu biết rằng âm dương đã cách biệt nhau rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói với mẹ thật nhiều. Quên sao được mẹ ơi, có lần mẹ nhìn con mỉm cười khẽ nói: ráng học đi con để sau này đỡ cực khổ tâm thân. Con bảo rằng mẹ hãy an tâm, mai một đi mẹ không được còn giáng lao vất vả. Nhưng bây giờ mẹ đâu còn nữa để cho con phụng dưỡng tôn thờ. Anh Tâm,
đau khổ. Nhưng đứng trước cảnh này chính em cũng không cầm được nước mắt. Dẫu biết rằng định luật vô thường không ai tránh khỏi, sanh lão bệnh tử có tha thứ cho ai đâu, nhưng làm sao không buồn khổ được Tuyền ơi. Từ đây mẹ con anh đã cách biệt nhau rồi. Anh Tâm, anh Tâm ơi, nước có nguồn cây có cội, sanh làm người phải có mẹ có cha, nghĩa mẹ sâu dài cõng cha như núi, làm con luôn nhớ câu hiếu đạo di tiên. Ai đành lòng buôn dội bước đi sẽ không xứng đáng đứng trong trời đất. Anh khóc mẹ trong giờ ly biệt, xin chia sẻ cùng anh trong phút giây này. Anh Tâm, anh vuốt mắt mẹ đã đi, chắc người đã vui lòng hóa già. Khi biết rằng anh là đứa con hiếu đạo, nơi chốn cứu Tuyền hồn bác sẽ phiêu diêu. Cô ơi, cô lớn đi đâu dữ vậy? Đây là cửa vào bệnh viện, thì vô bệnh viện chứ đi đâu. Cô lớn tôi muốn té đây nè, từ từ một chút có được không? Xin lỗi, tôi đang gấp lắm. Cô gấp tôi cũng gấp. Cô đến sau tôi thì cảm phiền cô đứng phía sau giùm đi. Đi đi. Anh làm cái trò gì vậy? Tôi yêu cầu cô phải tỏ ra có văn hóa một chút. Tôi thấy chỗ trống thì tôi chen lên. Mắc mớ gì anh mà anh can dự vào? Nếu anh là người có văn hóa thì anh cũng phải biết thế nào là tôn trọng và nhường nhịn phụ nữ chứ. Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tự trọng mình trước đã. Tôi không có cái thói quen nhường nhịn những kẻ ngang ngược, dù kẻ đó là phụ nữ. Vậy anh muốn gì? Tôi muốn cuộc lịch sự và công bình. Đến sau, đi ra sao, đi đi. Được rồi, tôi nhường anh đó. Tôi đâu có cần cô nhường. Nếu cô đến trước tôi thì tôi sẵn sàng đứng sau cô thôi. Tôi không có thời giờ cãi lý với anh. Người đâu mà thì ghét. Còn cô, tôi ưa cô không nổi rồi á. Ai mượn ưa mà nổi chứ không nổi. Xê. Cái gì? Trời ơi, phát khiếp. Hạnh à, con đừng lo, em con nó không có sao đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi. Hạnh, con thấy tai hại chưa? Biết tánh em con nó hơi tò mò, vậy mà xem phim không chịu cất đi, cứ để lộ lộ ra đó. Lại ngay cái phim kinh dị nó mới chết chứ. Cuộn phim đó con đem về nhưng đã coi đâu. Vả lại bà cho thuê phim nói đó là phim hài, con đâu có về. Còn cãi nữa hả? Đợi khi con về được thì em con nó thôi. Bà đừng có la con nữa mà. Ai lại chẳng có lúc vô ý. Hơn nữa Hạnh nó cũng đâu có biết cái phim đó là phim kinh dị đâu. Không biết là phim gì nhưng cũng phải cẩn thận một chút chứ. Con gái lớn hai mươi mấy tuổi rồi vậy mà cứ vô tâm. Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xin vô cùng. Suốt ngày cứ mãi lông bông, cùng chúng bạn lo toan chuyện bao đồng. Mấy lúc này con cũng hay ở nhà, lo trong lo ngoài chứ có đi đâu. Nhưng con làm công tác xã hội mà mẹ cứ đầy hoài à. Công tác gì? Tao không biết, chỉ thấy mày thường vắng nhà luôn. Nè, nơi đây là bệnh viện nghe chưa, sao cứ lớn tiếng giống như ở nhà. Kìa con. Mẹ. Ba. À. Sao ba mẹ chưa đưa con về? Ráng đi con, thế nào rồi ba cũng đưa con về mà. Kiều, em đã khỏe chưa? Muốn ăn gì không chị mua cho. Xí muội nha. Không ăn gì hết á. Chị đã dặn em là đừng bao giờ lén coi phim ảnh sách báo của chị, vậy mà em không có chịu nghe hả? Em không muốn nghe. Sao vậy? Em cũng biết là chị dặn những điều đó chỉ vì muốn tốt cho em thôi mà. Tốt cái gì mà tốt? Tại sao chị coi được những thứ đó còn em thì không? Em cũng 20 tuổi rồi chứ đâu phải con nít.
mà cứ bắt em coi chuyện nhi đồng với phim hoạt hình hoài à. Coi kìa Kiều, sao con lại nói vậy? Con khác chị con khác. Bà cũng bên chị Hạnh nữa à. Chị Hạnh hơn con chỉ có 2 tuổi. Vậy mà chị ấy lại có quyền, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Còn con, đụng tới cái là ba mẹ rầy, ba mẹ la à. Bây giờ tại con đang bệnh, mai mốt nếu như con khỏi rồi, ba mẹ đâu cấm cản mà làm gì, con cũng sẽ được như chỉ con thôi. Kiều à, con đừng nên cãi lại, làm cho ba mẹ phải buồn phiền. Con thấy con đã hết bệnh rồi, nên muốn về nhà nội ngày hôm nay. Thì từ từ, ngày mai ba đưa con về mà. Không có ngày mai ngày mốt gì hết á. Con muốn về bây giờ, dẹp mấy cái muốn của em đi. Không phải em muốn gì cũng nặng nặc đòi mọi người phải chiều em cho bằng được. Lớn rồi, em phải biết suy nghĩ một chút chứ Kiều. Mẹ, mẹ coi chị Hạnh chỉ la con kìa. Để mẹ la nó. Hạnh, sao con lớn tiếng với em con như vậy? Con không sợ nó xúc động sao? Nhưng mà nó hổn với ba mẹ, con chịu không có nổi. Nó hổn với ba mẹ thì để ba mẹ la nó, còn con thì không được. Con là chị của nó mà không được quyền la nó hay sao? Dĩ nhiên là con có quyền rồi, nhưng em con ở trong người nó không được khỏe, nên mỗi khi nó nói với con là con phải lựa lời với nó chứ. Nó mà biết lựa lời cái gì, nó đâu cần biết em nó đang bệnh hoạn như thế nào đâu. 10 lần con Kiều lên cơn á, đã hết 9 lần là do nó gây ra rồi. Mẹ ơi, sao tự nhiên con thấy mệt, tức ngực quá hả mẹ ơi? Sao hả con? Con nằm xuống đi, nằm xuống đi con, để mẹ đi kêu bác sĩ nghe. Mẹ à, mẹ ơi. Ôi, mẹ đây, mẹ đây. Đừng, mẹ đừng kêu bác sĩ, con sợ bác sĩ lắm. Đó, la nó nữa đi. Chị gì mà vô lương tâm hơn cả người dân nước lã nữa. Phải rồi, tất cả đều do lỗi của con hết á. Bây giờ con về, để khỏi làm gai mắt nó. Hạnh à, không phải ba mẹ đổ lỗi cho con, nhưng mà... Con hiểu rồi, từ giờ trở đi con sẽ thưa gửi mỗi khi mà nói chuyện với nó. Hạnh con, Hạnh. Xin lỗi. Lại là cô nữa à? Ủa, là anh à? Hôm nay không hiểu là cái ngày gì mà xui xẻo quá, đi đâu cũng gặp anh. Cái cô này đúng là kém văn hóa. Cô đi hùng hục không nhìn ai, đụng nhầm người tôi, đã không xin lỗi mà lại nhiều lời. Được rồi, vậy thì tôi xin lỗi á. Chuyện gì cũng chỉ mình tôi là có lỗi mà thôi. Xin lỗi anh ngàn lời, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh á. Như vậy có được hay chưa? Nhưng cô đi đâu mà quá vội vàng, thân xác tôi như vậy, bộ cô thấy hay sao chứ hả? Dạ thưa anh, tôi có đứa em mang bệnh tim đang điều trị ở bệnh viện này, tôi đến thăm nó, bây giờ phải đi về. Vì quá hấp tấp nên lỡ dại đụng nhầm anh, và tôi cũng đã xin lỗi anh rồi. Như vậy tôi được phép đi được chưa? Xin anh vui lòng cho tôi biết ạ. Cô muốn đi đâu thì cứ đi, ai mà cản. Tạm biệt nha. Vĩnh biệt luôn á thì có. Gì? Tôi không hề muốn gặp cái mặt anh á. Cô tưởng tôi mong gặp một người đanh đá như cô lắm sao? Anh bảo ai đanh đá hả? Còn anh, bất lịch sự. Phát khiếp. À, anh Minh, sáng giờ anh thấy Kiều nó khỏe không anh? Nhờ có bác sĩ đến chăm sóc nên Kiều khỏe nhiều lắm. Bác sĩ à? Ừ. Kiều nó sợ bác sĩ lắm mà. Không biết sao bây giờ lại khác. Bác sĩ đến chăm sóc cho Kiều còn trẻ lắm, có lẽ chưa đến tuổi 30 đã đẹp trai còn tài giỏi, tánh tình nó thì hết sức là vui vẻ. Vậy à? Bác sĩ nói có vài câu à.
em Kiều á tự nhiên mở miệng cười. Một điều rất lạ xưa nay vì Kiều ít khi cười với ai. Thấy Kiều dường như hết bình, lòng của tôi cũng tràn ngập cả niềm vui. Nghe anh nói sao tôi nghi quá trời, khốn hồn quá thì khai thật ra đi. Hạnh biết rồi mà cứ cật vấn hoài, làm tôi ngại ngùng ngại biết bao. Có gì anh ngại, nếu thật tình thương con Kiều, anh về dưới quê thừa với hai bác lên đây gặp ba má em thì xong chuyện chứ gì. Chưa có được đâu. Trời ơi, ba má tôi gửi tôi lên ở nhà nhờ chú thím là để học hành, chưa chi lại về đòi cưới vợ không ổn đâu. Ý mà chuyện này Hạnh đừng có nói cho Kiều biết nghe chưa. Trời ơi, lỡ Kiều không có đồng ý rồi cổ đuổi tôi ra khỏi nhà thì xấu hổ lắm đó. Thôi Hạnh vào nhà để cho biết mặt bác sĩ đi. Tôi tới nhà thăm bạn một chút. Trời đất, ông tướng này là bác sĩ sao trời? Đứa nào lấp ló ngoài cửa đó? Dạ con. Con Hạnh đi làm về rồi đó à? Vào đây đi con. Dạ. Hạnh à, đây là bác sĩ Tâm, đến để chăm sóc em con hằng ngày đó. Cháu Tâm à, đây là chị của con Kiều đó. Chào cô Hạnh, hân hạnh được tái ngộ với cô. Còn tôi thì rất tiếc phải gặp lại anh. Hai người đã biết với nhau rồi à? Dạ. Dạ thưa ba, cho phép con lại nhà người bạn một chút nha ba. Con mới về mà. Không biết sao hôm nay về đến nhà con cảm thấy bực bội quá à. Dạ xin phép ba con đi. Dạ thưa bác, cháu thấy em Kiều cũng khỏe rồi, giờ xin phép bác cho cháu về, sáng mai cháu đến. À, nếu có bận chuyện thì cháu cứ về ha, mai cháu đến giúp cho Kiều nha. Thấy Kiều có vẻ mến cháu lắm đó, bác cũng mừng. Dạ xin phép bác. Hey, chiếc xe mắc dịch này sao hôm nay dở chứng vậy cả? Mới hồi nãy còn chạy ngon lành đây mà. Hay là hết xăng? Xăng còn nhiều quá mà. Quái thiệt à. Mình muốn tránh mặt cái thằng cha bác sĩ khó ưa kia nên mới kiếm chuyện để đi, hỏng về chiếc xe này. Ủa, xe của cô Hạnh làm sao vậy? Nó không nổ máy. Hết xăng hả? Còn. Để tôi coi giùm cho. Thôi thôi, thôi khỏi. Cảm ơn. Tôi đem lại tiệm sửa xe ở đầu đường cũng được mà. Cô Hạnh à, không cần phải mất công như vậy. Từ đây ra đầu đường cũng xa lắm, chứ đâu có gần. Ờ, nếu xem được thì xem đi. Để tôi. Rồi đó, xe Hạnh chạy được rồi đó. Cảm ơn nha. Xe tôi bị hư sao vậy? Buji cũ yếu nên thiếu lửa, có lẽ Hạnh phải đi thay cái mới rồi đó. Anh sao? Anh có hút thuốc không? Hạnh hỏi để làm gì? Thì anh cứ trả lời đi cái đã. Tôi cũng có hút thuốc nhưng rất ít. Vậy anh chịu khó đứng ở đây chờ một chút nha, để tôi đi mua tặng cho anh. Sao lại tặng tôi? Vậy anh sửa xe giùm tôi. Hạnh trả công cho tôi đó hả? Không phải là trả công, nhưng dầu sao có quà có lại vẫn hơn mà. Chuyện đó không cần thiết đối với tôi. Cảm ơn Hạnh. Thôi chào nha. Khoan, khoan đi đã. Anh Tâm, tôi muốn đền ơn cho anh thật lòng. À,
lắm còn ngại ngùng chi. Mà với giả bỏ ra đi khiến cho tôi ai nấy vô cùng, thì tôi đây cũng thật lòng thật dạ, vì mình phải đâu người xa lạ. Nếu bảo rằng chẳng xa lạ chi nhau thì hạnh muốn đền ơn sao anh lại chối từ. Tôi học y khoa nên rất rành, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Xin lỗi, hạnh quên mất chuyện này, cứ tưởng đâu anh không kiên cường. Vậy muốn nhận chi, xin anh hãy nói. Thôi hạnh à, hạnh đừng quá bận tâm, tôi không muốn nhận gì của hạnh đâu. Không được, anh phải nhận một cái gì đó của tôi mới yên tâm được. Hạnh nhất định muốn sòng phẳng với tôi hả? Tính của tôi xưa nay vẫn thế, không muốn mang nợ của ai hết. Tôi không nhận thuốc lá, tôi muốn nhận một thứ khác kìa. Thứ gì? Một nụ cười của Hạnh. Nụ cười của tôi? Vì đã mấy lần gặp Hạnh, tôi chưa hề thấy Hạnh cười một lần nào hết á. Tôi không đùa với anh đâu nha. Tôi cũng vậy. Một nụ cười thật là nham nhở. Hạnh à, vô cớ nhục mạ người khác là một điều không tốt đâu nha. Anh nham nhở thì tôi nói nham nhở, có gì mà không tốt? Tôi làm gì mà cô bảo là tôi nham nhở? Anh đòi một chuyện dớ dẫn như vậy mà còn nói là không làm gì à? Tôi nói thật cho anh biết, tôi không phải là người dễ trêu đâu, đừng bày trò lú lăng. Trời đất, tôi có trêu cô bao giờ? Cô muốn có quà có lại với nhau chứ nào phải tôi đâu. Thật rõ ràng tôi muốn có quà có lại, nhưng không phải theo kiểu này. Anh sửa xây cho tôi tiền công bao nhiêu hoặc ăn uống chi thì tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng tôi cấm anh không được giở trò khả ố với tôi. Yêu cầu cô một nụ cười thật là tươi, như vậy là khả ố đó sao? Thôi được, tôi xin lỗi cô vậy. Tôi không cần anh. Cô Hạnh này thật lạ, tôi không hiểu được à. Hiểu hay không, chuyện đó mặc anh. Bây giờ anh muốn tôi trả công sửa xe bằng cái gì? Dẹp cái chuyện trả công trả cán này đi. Tôi muốn cô cứ phải mang hoài món nợ này của tôi. Tôi không muốn mang nợ anh. Cô phải mang. Tôi nhắc lại, tôi không muốn. Tôi cũng nhắc lại, cô còn thiếu tôi một món nợ, sau này thế nào tôi cũng đòi cô phải trả đó. Sao anh không đòi bây giờ đi? Tại tôi chưa thích. Để từ từ ha. Thật, tôi chưa từng thấy một người nào đáng ghét như anh á. Tôi cũng chưa thấy một cô gái nào chanh chua chát khế như cô. Ê, ê, ông bác sĩ, trời đánh. Xin chào. À, người đẹp. Tặng Tuyền nè, chúc sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Hạnh. Hạnh là người đến sớm nhất đó. Hạnh đến sớm để coi có việc gì thì giúp Tuyền một tay. Được rồi, cảm ơn, đã xong rồi. Chỉ chờ các bạn mình đến đầy đủ là nhập tiệc thôi. Trời đất ơi, lại cũng hắn nữa. Hạnh, Hạnh quen với anh Tâm ở nhà bên kia hả? Hắn là bác sĩ chăm sóc cho con Kiều, em của mình á. Vậy sao? À, anh Tâm là bác sĩ giỏi đó. Có anh ấy chăm sóc cho Kiều á thì gia đình Hạnh khỏi phải lo rồi. Nhà hắn ở đây hả? Ừ, anh Tâm ở đây đã lâu lắm. Căn nhà rộng như vậy á mà chỉ có hai mẹ con thôi. Vậy ba hắn đâu? Rồi còn anh, chị, em nữa.
anh Tâm không có chị em nào hết. Hoàn cảnh của hắn neo đơn như vậy hả? Ừ. Hạnh à, từ trước đến giờ á, Tuyền chưa bao giờ một lần nghe qua Hạnh gọi ai bằng hắn lạnh lùng thế kia. Vậy mà sao ngày hôm nay, đừng thắc mắc để rồi hiểu sao, Tuyền trả lời Hạnh cần biết ngay, thằng ta là cái chi chi của Tuyền mà trong mỹ có vẻ lo dừng. Người cùng xóm chứ đâu có gì, mỗi ngày anh ấy thường lui tới đây luôn. Vậy hả? Ừ. Tuyền thấy hình như Hạnh có ác cảm với anh Tâm phải không? Ác cảm thì không, nhưng có điều là không ưa nổi. Sao vậy? Ừ, anh Tâm là người tốt lắm mà. Xưa nay Tuyền chưa thấy anh ấy làm phật lòng ai hết. Cái đó là tại Tuyền chưa thấy. Chắc tại Hạnh gặp những lúc ảnh đang bực bội đó. Hạnh biết không, hoàn cảnh của anh ấy tội nghiệp lắm. Nhà anh ấy chỉ có hai mẹ con thôi, mà mẹ ảnh thì đau ốm triền miên. Nhìn thấy ảnh săn sóc mẹ chu đáo, mình hả, mình cảm động ghê vậy đó. Chà, mình giật dữ quá ta. Hay là... Ê, đừng nghĩ bậy nghe bồ. Chỗ láng giềng thân thiết thôi. Gương hiếu thảo của ảnh xóm này ai cũng biết, đâu phải một mình ca ngợi đâu. Mà bạn nói chứ. Được rồi, để có dịp mình quan sát xem hắn có hiếu đến cỡ nào. Được rồi, một lát xong tiệc đi, mình dẫn Hạnh qua bển thấy liền à. Nói vậy chứ ai thèm. Thôi, mình vô chào hai bác đi. Hạnh, Hạnh, con nhỏ này ngàn bướng hết sức à. Tâm. Dạ. Mẹ cháu có đỡ chút nào không? Con thấy mẹ con còn mệt lắm, con lo quá cô à. Tội nghiệp cho mẹ cháu. Có lẽ căn bệnh này là hậu quả của những ngày vất vả cực nhọc. Hồi xưa cô cũng làm một nghề như mẹ cháu, nhân gì đỡ nuôi con nên không đến nỗi nào khổ đi lao tâm. Hồi đó mới sanh ra cháu được một tuần, chỉ phải gượng dậy lo toan, phải đi làm để kiếm cơm. Mẹ cháu kể lại là sau khi nghỉ học, mẹ chỉ buồn bán sống qua ngày, đến khi xuất gia theo chồng, chứ có làm thuê làm mướn gì đâu. Thì đi bán đi buôn, nói chung là có công ăn việc làm. Ý của cô là như vậy đó mà. Biết cô lâu rồi nhưng cháu chưa tường tận nghề nghiệp của cô ngày xưa. Thì cũng buôn bán như mẹ cháu thôi. Cô à, cô biết ba cháu không? Sao không? Bởi vậy cô thường nói với mẹ cháu là cháu giống ba cháu ngày xưa như đúc á. Mẹ cháu uống thuốc an thần nên ngủ rồi. Vậy cháu muốn hỏi cô điều này, cô biết rành về ba của cháu không? Biết chứ. Nhưng chẳng lẽ ba của cháu mà cháu cũng không biết lại hỏi cô? Cháu chỉ biết sơ lược. Mẹ cháu kể ba cháu lúc xưa là công chức và đã bệnh qua đời lúc mẹ cháu còn đang mang thai cháu. Cô cũng chỉ biết như cháu thôi. Cháu hỏi mộ phần của ba cháu ở đâu để thỉnh thoảng cháu đi thăm. Mẹ cháu bảo là ngày trước không có chôn ba cháu mà hỏa táng, di cốt đã bị thất lạc khi chạy loạn chiến tranh. Cháu còn hỏi nhiều điều nữa về ba cháu, nhưng mẹ cháu bao giờ cũng chỉ trả lời qua loa thôi à. Có lẽ mẹ cháu đã quá khổ vì cái chết của ba cháu nên không muốn gợi lại chuyện xưa. Cháu cũng nghĩ như vậy. Do đó bấy lâu nay cháu không dám hỏi về ba cháu nữa. Cô ơi, cha
cháu có một người cha, nhưng chỉ biết có tên thôi mà chưa hề biết mặt nghi bao giờ. Trên bàn thờ còn không có hình của ba. Mẹ cháu nói sao về chuyện này? Mẹ cháu nói hình cha chẳng may đã bị thất lạc nên không còn. Có nhiều khi ngồi một mình lòng nhớ về cha, rồi tuổi cho thân phận của mình vô phước bạc phần làm kẻ không mê cha. Thôi bây giờ cô về, mai mốt rồi cô ghé thăm mẹ con nha. Dạ thưa cô về. Anh Tâm, nghe bác bệnh em và Hạnh sang thăm, luôn tiện tụi em gửi cho bác vài hộp sữa và một ít cam. Việc gì mà Tuyền bận tâm như vậy? Mời Tuyền và Hạnh ngồi. Dạ cảm ơn anh. Tụi em phải về bên nhà liền vì buổi sinh nhật của em á còn đang bỏ dở. Tuyền thông cảm cho anh, vì mẹ anh bệnh nên anh không qua với em được. Em hiểu, anh cứ tự nhiên. À Hạnh à, tôi nhờ Hạnh một chuyện được không? Anh nói đi. Có lẽ trong vài ngày tới tôi không đến Hạnh được, phiền Hạnh về nói lại với hai bác và Kiều cho tôi vắng mặt đến cuối tuần nha. Được, Hạnh sẽ nói giùm anh. Chắc anh ở nhà để lo săn sóc cho bác hả? Vâng, vì nhà chỉ có hai mẹ con mà bệnh mẹ tôi tái phát nên tôi không dám bỏ nhà đi vắng. Mấy ngày nay em Kiều rất vui vì nó đã khỏe nhiều rồi. Anh có thể ở nhà lo cho bác ít hôm. À, nhưng lỡ có chuyện đột xuất thì sao? Hạnh cứ cho tôi hay thật lẹ, tôi sẽ đến liền, Hạnh đừng lo. Như vậy chắc Hạnh đã an lòng và không còn nghĩ ngợi nữa phải không? Anh Tâm, anh biết không, con nhỏ bạn tôi tánh rất kỳ, lúc thì ghét ghét, khi thì thương thương. Tuyền, sao nhiều chuyện quá à? Phải rồi, nhiều chuyện mà chuyện nào cũng trúng phúc à. Thôi không, anh Tâm lo cho bác, Hạnh về. Cảm ơn Tuyền và Hạnh nhiều nha. Không có chi, không có chi. Thôi đi về. Hạnh à. Dạ. Tôi đã không phải với Hạnh, Hạnh cho tôi xin lỗi nha. Hạnh xin lỗi anh mới phải, vì Hạnh thôi Hạnh về. Ba, con không chịu ba cho anh Tâm nghỉ đâu. Anh hứa hôm nay anh đưa con đi hội chợ, rồi sau đó bắt đầu dạy anh văn cho con. Con đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi, vậy mà ba lại cho anh nghỉ à? Kiều à, không cho anh Tâm nghỉ cũng đâu có được, vì mẹ của Tâm bệnh nặng mà. Bệnh thì cho uống thuốc là được rồi, việc gì phải nghỉ ở nhà luôn. Ba biểu chị Hạnh kêu anh đến dạy cho con học đi. Hạnh chở mẹ con đi chợ rồi. Thì chút nữa về á, ba biểu chị ấy đến nhà anh Tâm cho con. Kiều, con không được ích kỷ như vậy à. Mẹ của Tâm bệnh thì phải để cho Tâm ở nhà chăm sóc mẹ của nó chứ. Mẹ lớn rồi còn gì phải chăm sóc hả ba? Thôi, không ăn nói vậy được. Không được buộc thằng Tâm đến để lo chuyện không quan trọng. Bộ chuyện học của con không quan trọng sao? Với lại con cũng là một người bệnh vậy, anh ấy có bổn phận phải đến đây chăm sóc cho con. Con nói lạ thật à, Tâm đương nhiên phải xem trọng mẹ nó hơn con chứ. Con so bì vậy làm sao được? Nhưng mình đã bỏ tiền ra thuê anh Tâm thì anh Tâm phải có bổn phận chứ. Kiều, con học ở đâu cái thói đó hả? Ỷ tiền rồi xem thương người khác như vậy chứ. Nè, bà cho con biết, từ đây về sau bà cấm con không bao giờ lặp lại những lời nói khó nghe này. Ba, ba bên người ta, sao ba nổi giận với con à? Kiều,
con đừng nghĩ quấy cho ba. Không Minh, nhưng tại sao con cần anh Tâm có mặt để thường xuyên đến đây dạy con học? Ba lại đành lòng không chịu ý con. Nếu đến đây rồi Tâm bỏ mẹ, lỡ có chuyện gì thì mình sẽ ân hận. Như vậy có phải là con đã gián tiếp gây tai hại cho người khác không? Ba tin chắc con của ba không đời nào chỉ biết có mình, không nghĩ đến ai. Vậy ba cho anh Tâm nghỉ mấy ngày hả ba? Đến hết tuần này à? Ồ, lâu quá à ba ơi. Con chịu khó chờ vài ngày nữa thôi mà. Hôm nay con thấy trong người thế nào? Bình thường rồi. Vậy là tốt rồi. Con ở nhà con nghỉ nghe, ba đi làm. Dạ. Mỗi hôm vào giờ này, mình đã có anh Tâm ở bên cạnh, đã có thể được nghe anh ấy nói, được kín đáo ngắm nhìn gương mặt thanh tú của ảnh, và được tắm hồn vào mộng mơ êm đềm. Mà hôm nay anh Tâm không đến rồi. Kiều, hôm nay Kiều khỏe không? Khỏe. Anh Tâm vẫn chưa đến sao? Hơn 8 giờ rồi. Hôm nay anh ấy không đến. Sao vậy? Bệnh. Anh Tâm bệnh à? Không phải, mẹ ảnh. Kiều à, hôm nay trời đẹp hơn hôm qua, Kiều có thích đi chơi không? Tôi không thích gì đâu hết á. Kiều, không biết tôi có lỗi gì mà với tôi Kiều luôn lạnh lùng lãnh đạm, và thậm chí Kiều còn tỏ ra khó chịu qua những biểu hiện ân cần trong săn sóc của tôi. Kiều có biết không, thái độ của Kiều chẳng những làm buồn khổ mà còn gây cho tôi một nỗi chua chát đắng cay sâu đậm trong lòng. Trời ơi, tôi muốn quên sao lại nhớ giang ai đi như cành liễu mảnh mai yếu ớt, như chú chim non bé bồng dễ mến dễ thương. Tôi đã yêu âm thầm mù quáng suy mê, bất chấp những phũ phàng mà ai kia đáp lại, bất chấp những khổ đau và sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng nuôi dưỡng ân nghi tình. Anh Minh, hôm nay anh nói chuyện trời trăng mây nước gì với tôi vậy? Thật tình hả? Tôi không hiểu gì hết á. Kiều à, tôi... may quá, có mẹ tôi về rồi. Tôi cần hỏi mẹ tôi một vài chuyện. Xin lỗi anh nha. Kiều! Mẹ! Mẹ! Con gái của mẹ, hôm nay con khỏe nhiều rồi phải không? Dạ, con khỏe nhiều rồi mẹ à. Mẹ ơi, chị Hạnh đâu rồi mẹ? Chị của con đưa mẹ về rồi đến nhà của Tâm rồi. Đến nhà của Tâm? Sáng nay ba con bảo nó mua một ít trái cây đến thăm mẹ của Tâm. Sao mẹ không cho con biết để con đi với? Con cũng muốn đến cho biết nhà anh Tâm. Bây giờ mẹ đưa con đi nha. Coi kìa, mẹ đâu có biết nhà của Tâm. Hơn nữa có chị con đi thăm được rồi, cần gì con phải đi? Ôi, con muốn đi à. Mẹ phải làm sao để đưa con đi mới được. Nè nè nè, con đừng có vô lý như vậy nha. Không có vô lý gì hết á. Con muốn đến nhà anh Tâm, mẹ phải đưa con đi, con bắt buộc mẹ á. Nếu mẹ biết nhà của Tâm ở đâu á thì mẹ sẽ đưa con đi ngay. Nhưng thôi, lát nữa chị Hạnh con về, mẹ sẽ bảo nó dẫn con đi. Thôi 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 đi, con không thích đi với chị Hạnh đâu. Con muốn đi riêng à. Ba có địa chỉ đó, mẹ cố gắng tìm đi.
nhưng con chưa khỏe hẳn, hãy ở nhà nghỉ ngơi, đừng có phí sức không nên. Mẹ à, đã mấy ngày anh Tâm vắng mặt còn lo lắng vô cùng, không biết anh ấy có đau ốm gì không, mẹ cho con đi nhé. Địa chỉ của Tâm bà con có ghi cẩn thận, nhưng mà ông mang theo rồi mẹ biết tính sao đây? Hay là Kiều chờ cho Hạnh về đây, hỏi nhà của Tâm thì sẽ biết ngay. Kiều à, anh sẽ tình nguyện. Thôi, tôi không có mượn, chuyện gì tôi phải nhờ anh, tôi đi được mà. Sao con cứ đòi đi hoài vậy? Mẹ à, con đến Tâm, mẹ anh Tâm bệnh mà. Đến thăm người bệnh mà sao con nôn nóng sốt ruột như vậy? Tự anh Tâm tốt, con muốn tỏ ra lịch sự với anh ấy. Mẹ, vậy mà mẹ cũng không có bằng lòng nữa. Kìa, Kiều, Kiều à. Hạnh biết không, đã từ lâu rồi anh và mẹ anh mới có được một bữa cơm vui vẻ như hôm nay. Vậy còn trước đây chẳng lẽ không vui sao? Không phải là không vui, nhưng không có được một không khí như bữa cơm hôm nay. Hôm nay tôi mới thật sự nhận ra điều mà tôi cảm thấy thiếu thốn từ lúc tôi bắt đầu biết suy nghĩ cho đến bây giờ. Anh đã nhận được điều gì? Từ lâu nay anh rất thiếu bầu không khí thân mật và ấm cúng của gia đình trong mỗi bữa cơm, hay trong giờ phút quây quần tụ họp. Anh và mẹ anh đã sống hiu quạnh với nhau từ nhiều năm nay. Tuy cũng có những êm đềm và hạnh phúc, nhưng không tránh được nỗi cô liêu buồn tẻ. Chỉ có con với mẹ ra vào, tiếng nói tiếng cười cùng trong vắng từ lâu. Này có Hạnh đến đây, mẹ con anh cảm thấy vui vẻ lạ thường. Ước gì không khí này còn đây mãi, dẫu rằng mơ ước hão huyền, trong lòng anh đang tràn ngập nỗi ước mơ. Mong ba cơn bệnh chóng qua, để anh an tâm tiếp tục lo cho Kiều nó đang mong đợi. Hạnh đến trong giây phút thôi rồi phải ra về, biết làm sao để Hạnh giúp được anh trong tình nghĩa bạn bè. Hạnh ơi, có lẽ số kiếp của anh là từ một vì sao sâu, nên khi mở mắt chào đời không có cha để gọi, không được nghe tiếng con ơi qua lời phụ tử thăm tình. Chỉ có mẹ với con khuya sớm một mình, tội nghiệp cho mẹ anh làm thân cò lặn lội, nắng dãi mưa dầu cực khổ vì con. Ngày nay anh được nên danh thì tóc mẹ anh cũng bạc màu sương tuyết.
thương mẹ quá nhưng làm sao chia sẻ được với căn bệnh ngặt nghèo, với tuổi già sức yếu. Anh được mảnh bằng bác sĩ, phải nói bác gái là người có quá nhiều hy sinh và chịu đựng. Em thật cảm động vô cùng. Một người mẹ hoàn toàn đáng cho mọi người thương yêu trân trọng. Ở vào tuổi ngây thơ chưa biết suy tư nghĩ ngợi, anh đã thản nhiên vui trên nỗi đau khổ của mẹ mình. Con thì thi trường học, còn mẹ để có tiền mái áo quần mua sách vở cho anh tiếp tục học hành đến ngày nên phận nên danh. Mẹ của anh phải gánh nặng còng lưng, buôn tảo bán tầng chắc chiêu dành dùm. Khi hiểu ra anh nhiều lần rơi lệ, thương mẹ thật nhiều qua số phận truân chuyên. Thôi, anh đừng buồn nữa. Từ đây mỗi buổi chiều có thể Hạnh đến chơi với bác một chút. Trong khi đó, anh tới nhà Hạnh giúp cho Kiều. Như vậy thì phiền Hạnh quá. Không phiền đâu. Hạnh làm như vậy cũng chỉ vì muốn anh đến chăm sóc cho em của Hạnh. Hạnh cũng có lợi ích cá nhân trong chuyện này đó chứ. Anh chẳng thấy Hạnh có ích lợi gì hết. Anh đến nhà Hạnh thì được tiền thù lao, còn Hạnh... Hạnh được nói chuyện với bác cũng thú vị lắm. Bác là một người nói chuyện rất cởi mở và vui vẻ. Thú thật, Hạnh cũng muốn được gặp bác hoài. Hạnh có biết không, Trước khi Hạnh nói, anh đã có ý nhờ Hạnh rồi đó. Anh dám nhờ một người chanh chua đanh đá như Hạnh sao? Anh... Lúc trước đã đánh giá sai về Hạnh, xin lỗi nha. Thật ra bây giờ anh mới thấy Hạnh là một cô gái kém văn quá. Không, một cô gái rất tốt bụng, giàu nhiệt tình. Người kém văn quá chính là anh. Rõ ràng anh đã tỏ ra thô lỗ với Hạnh. Thôi, Hạnh không trách anh nữa đâu. Công bằng mà nói, thái độ của Hạnh trong những lần đầu gặp anh rất dễ làm cho anh mất cảm tình. Nghĩ lại, Hạnh còn thấy nợ anh nhiều lắm đó. Hạnh không còn nợ gì anh nữa hết. Hạnh đã cười rồi. Hạnh cười thì sao? Thì yêu cầu của anh được thỏa mãn rồi. Hạnh còn nhớ anh đã yêu cầu Hạnh điều gì hôm anh sửa xe cho Hạnh không? Nhớ. Cho đến bây giờ Hạnh vẫn chưa được hiểu duyên cứ tại làm sao anh bảo em phải cười như thế đâu ứng gì. Anh giải bài ngay đi, làm vậy là nghĩa chi? Hạnh hãy nghe anh nói để sáng tỏ lòng ai. Ghét thương như thế nào, chỉ xem qua nụ cười anh hiểu liền không sai. Sao hiểu liền anh nói đi. Nè nha, khi mình tươi cười với ai có nghĩa là mình không còn cảm thấy ghét hay bực bội với người đó nữa, phải vậy không? Hôm đó thú thật Hạnh không thể nào cười nổi với anh. Nhưng đến hôm nay thì sao? Thì Hạnh đã trả nợ cho anh rồi đó. Thôi, Hạnh phải đi về, kéo ba mẹ Hạnh trông. Vâng, Hạnh về. Cái xe này anh Tâm bảo là yếu bu ri rồi mà mình cứ quên không chịu thay à. Ủa Hạnh, xe của Hạnh sao lại dẫn nữa vậy? Thì tại cái bù rì nó hư mà tiền đi đâu về đó. Ra cửa hàng mua một vài quyển sách. Còn Hạnh, Hạnh nghe mẹ của anh Tâm bệnh nên Hạnh đến thăm. Thăm ai? Nói lại đi nè. Về con nhỏ này mà tính qua mặt hả? Thôi nha, không có giỡn à. Ở đây có chỗ nào sửa xe bảo đảm chỉ giùm coi. Kìa, bên đường đó
có ông già sửa xe, cứ qua mà sửa đi. Tuyền đi với Hạnh cho vui. Hạnh, bộ Hạnh tình nguyện đến làm hộ lý cho mẹ của anh Tâm hả? Hạnh coi đây cũng là một hình thức làm công tác xã hội. Thiệt không? Sao lại không? Nè, Tuyền nghi Hạnh còn một lý do khác đó. Có không? Lý do gì? Thì Hạnh muốn giúp đỡ anh Tâm. Đương nhiên, Hạnh luôn luôn giúp đỡ mọi người mà. Thôi đi bà Thánh ơi, đừng có dở cái chiêu bài bắt ái ra để che giấu tình riêng đó nha. Thôi, mình không có nói chuyện với Tuyền nữa đâu. Phải rồi, Hạnh bây giờ chỉ muốn nói chuyện với ảnh thôi. Thôi nha Tuyền, Hạnh không thích Tuyền đùa dai như vậy đâu. Thiệt không? Không thích hả? Không thích đùa thì nói thật đi. Thôi, nín đi, tới chỗ sửa xe rồi nè. Chị Hạnh ở đây sửa xe xong rồi về nha. Tao thăng à. Thăng đi, càng sớm càng tốt. À, đuổi ha. Được rồi, thù này ta sẽ trả. Đi nghe. Chào Tuyền. Bác ơi, sửa giùm cháu chiếc xe đi. Bác, bác à, sao bác nhìn cháu dữ vậy? À, không không, bác nhớ hình như là cháu ở trong căn biệt thự bên đường kia kìa phải không? Dạ, đó là nhà của cháu. À, cháu tên gì? Dạ, cháu tên là Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh? Dạ. Cháu được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay cháu 22 tuổi. Mẹ cháu tên Trần Lệ Phương đúng không? Bác, bác biết mẹ cháu à? Mỹ Hạnh. Bác, bác là ai? Tại sao? Đừng, cháu đừng hỏi bác là ai, vì bác muốn tuổi tên mình bị người đời quên lãng. Muôn quá khứ xưa theo năm tháng dần phai, hai mươi mấy năm rồi, phải, đã trên 20 năm. Thời gian qua tưởng vắng vãng xa hình, nào ngờ con tảo lá lai xui cho cảnh tương phùng. Để bây giờ bác thấy xót đau, không biết mình phải ăn nói làm sao. Núm ruột tôi vẫn còn, không biết nên buồn hay vui. Bác nói chuyện của ai sao nghe quá lạ lùng, cháu thẫn thờ không hiểu chuyện chi, và đang thắc mắc trong lòng, phải chăng bác là người thân quen nên mới biết rằng tên của mẹ? Dạ, ba cháu bác cũng tận thường. Có phải tên của ba cháu là Nguyễn Hoàng Vinh? Dạ, đúng rồi, Nguyễn Hoàng Vinh là tên của ba cháu. Ba cháu đối xử có tốt với cháu không? Dạ, ba cháu là người cha tốt nhất trên đời bác ạ. Bác quen biết như thế nào với ba mẹ cháu vậy? Là bạn thân, nhưng bác yêu cầu cháu đừng nói với ba mẹ cháu điều gì về bác hết. Có hứa được với bác điều này không? Tại sao bác lại không muốn cháu cho ba mẹ cháu biết là đã gặp bác? Cháu hãy hứa với bác như vậy đi. Thôi được, cháu hứa. Nhưng quả tình là cháu rất thắc mắc. Có dịp rồi bác sẽ giải thích chuyện này với cháu. À, xe cháu sao vậy? Dạ, chắc là bu ri bị dơ. À, để bác thay cho cháu cái bu ri mới nha. À, cháu à. Dạ. Cháu có thể nào cho bác địa chỉ nhà cháu không? Để làm gì vậy bác? Bác đã không muốn để cho ba mẹ cháu biết cháu đã gặp bác, thì bác còn hỏi để làm gì? Cháu không muốn cho thì bác cũng không có ép. Thôi,
Nè, rồi đó, bác đã thay bu ri cho cháu rồi đó. Cảm ơn bác. Dạ, bao nhiêu tiền vậy bác? Thôi thôi, bác không có nhận tiền đâu. À, bác chỉ muốn cháu đến đây thường xuyên với bác. Thú thật, tự nhiên bác thấy thương cháu như là con của bác vậy đó. Đừng có phụ lòng của bác nghe. Dạ, được rồi, cháu hứa thỉnh thoảng sẽ đến đây thăm bác. Nhưng mà bác phải nhận tiền cho cháu vui. À, cháu hứa như vậy đó phải không? Cháu đã hứa thì cháu sẽ giữ lời. Thôi, cháu đi về nghe bác. À, về đi cháu. À, Mỹ Hạnh con. Sầu tôi đến cú băng tình phôi phai, tiếng tơ sầu như cung đá trầm, giọt mưa ngâu như da buốt con tìm bên hiên trong nắng qua sông buồn trở mang ân tình. Kiều à, chị làm cái gì mà đứng sau lưng em vậy? Kiều, chị đã nghe tất cả rồi. Chị có biết nghe lén như vậy là xấu lắm không? Chị biết, nhưng nhờ thế mà chị mới hiểu được. Em đã... Được, nếu chị đã biết rồi thì em cho chị biết luôn. Đúng, em yêu anh Tâm. Nhưng có thật sự đó là tình yêu không cái đã? Không khéo em lại ngộ nhận một thứ tình cảm nào đó thành tình yêu không chừng. Xê, còn lâu mới có sự ngộ nhận á. Đó đúng là tình yêu 100%, chị hiểu không? Thôi được, cứ cho là như vậy đi. Nhưng còn anh Tâm, anh ấy có yêu em không? Anh Tâm à? Anh Tâm thì anh tốt với em lắm. Em đòi cái gì anh ấy cũng chiều em hết á. Chỉ có như vậy thì đâu đủ chứng minh là anh Tâm đã yêu em. Có yêu mà. Em có linh cảm là anh Tâm, anh cũng yêu em như là em yêu anh ấy. Kiều, từ đâu mà em có linh cảm như vậy chứ? Em biết rõ lòng anh Tâm khi thấy ánh mắt của anh ấy nhìn em. Còn nữa, còn nhiều thứ nữa. Để em đoán chắc là anh Tâm đã yêu em. Nhưng vì ngại ngùng nên chưa thể nói ra. Vậy chị hãy giúp em bằng cả thật tâm. Kiều ơi, quá chị không ngờ lại xảy ra cảnh trạng như vậy. Chị giúp em, nhưng giúp như thế nào? Chị vẫn còn phân vân. Nếu thương em thì chị hãy đến chăm sóc giùm cho mẹ anh Tâm mỗi ngày, để anh ấy có thời giờ qua bên này với em.
chị thấy em tôi còn thơ dại thì đừng vội nghĩ đến yêu đương. Em đã 20 tuổi rồi, không phải còn nhỏ nữa. Chị không muốn cho em yêu anh Tâm hả? Tại sao vậy chứ? Tại sao là tại sao? Em yêu ai là quyền của em, đâu phải chuyện chị muốn hay là không muốn chứ. Vậy sao nãy giờ em thấy chị toàn là bàn ra không vậy? Chị bàn ra hồi nào? Chỉ có điều chị... Chị cái gì? Hay chị cũng yêu anh Tâm phải không? Kiều, em... Thôi, chị không nói chuyện với em nữa. Chị ra cửa hàng tìm ba mẹ để cho ba mẹ biết chuyện này. Chị Hạnh cho biết đi, cũng không sao đâu. Thế nào ba mẹ cũng chấp thuận anh Tâm thôi. Kiều, có chuyện gì vậy anh Minh? Kiều à, lúc sáng tôi có thưa với chú thím rồi, bây giờ tôi phải về quê. Vậy hả? Anh về quê mạnh giỏi nha. Tuần sau tôi sẽ trở lên. Kiều muốn tôi mang cho Kiều thứ quà gì nè? Thôi khỏi. Mà quê tôi có nhiều thứ trái cây lắm. Nhưng mà tôi không thích ăn trái cây. Thôi anh đi đi, để tôi vào nghỉ. Tôi đang buồn ngủ quá đây nè. Khoan Kiều. Gì nữa? Về quê á, tôi sẽ nhớ Kiều nhiều lắm. Vậy Kiều cho tôi xin một tấm hình dành để khi buồn ngờ. Lấy hình ra xem và tưởng như có Kiều một bên. Tôi đang buồn ngủ mà anh cứ hỏi toàn là những điều vớ vẩn à. Tôi không có hình dầu là một tấm, anh nghe rồi phải không? Kiều à, tiếc rẻ như vậy Kiều. Lúc nãy tôi uống thuốc an thần hơi nặng đô. Bây giờ tôi buồn ngủ quá, không thể tưởng tượng được nữa. Thôi xin phép anh nha. Kiều. Kiều uống thuốc an thần, cô ấy sẽ ngủ mê man. Không có ai ở nhà hết. Nhân dịp này mình sẽ chiếm đoạt Kiều. Khi mọi việc đã rồi đó, mình thú thật với chú thím Vinh và xin được cưới Kiều làm vợ. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có cách này, cách này Kiều mới thuộc về mình. Kiều ngủ say mê. Kiều ơi, anh yêu em lắm Kiều à. Anh Tâm à, anh Tâm à, có phải anh không vậy? À phải, anh là Tâm của em đây nè Kiều. Bác Vinh ơi, cháu cần gặp bác có chuyện cần. Bác Vinh ơi. Chết rồi, bác sĩ Tâm đến. Không được, mình phải trốn đi bằng ngã sao. Phải trốn liền. Bác Vinh ơi, sao không ai ở nhà hết vậy cả? Hạnh và Kiều cũng đi vắng luôn nữa. Nhưng sao cửa ngoài lại không khóa? Hay là nhà bị trộm? À có Kiều đây mà. Kiều. Em à, bác Vinh đâu rồi em? Anh Tâm, hồi nãy anh làm gì em vậy? Anh... Hả? Anh Tâm, có phải anh... Kiều, em nói gì vậy? Sao em có vẻ hốt hoảng? Anh có làm gì đâu. Trời, tôi không ngờ anh Tâm, con người của anh như vậy sao? Anh... Con người của anh như vậy sao? Anh thế nào? Đi đi, anh ra khỏi nhà tôi ngay. Đi đi, đi mau đi. Kiều, em...
bình tĩnh đi. Anh không hề làm gì cả, anh mới bước vào đây thôi hả? Anh đã hại tôi, anh đã hại tôi. Không. Tôi biết mà. Không phải tôi, tôi không làm gì em hết. Kiều ơi em hãy tỉnh trí đi, em anh phải nào người tâm thu gây cho em cánh đau lòng. Sự việc đã rõ ràng, anh còn chối cãi hay sao? Trời ơi tôi biết nói gì đây, khi đời người con gái trắng trong đã bị anh cướp đoạt đi rồi. Sao cảnh trạng này lại đến với tôi, nỗi quan tình biết tỏ cùng ai? Tâm ơi nếu đã thương nhau, tại sao anh không nhờ mối mai trầu cao cưới hỏi, để chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi, để anh với em nên vợ nên chồng. Hai họ chung vui trong ngày lễ tơ hồng, một miếng trầu cay một ly rượu lạc cũng làm ấm lòng người con gái vô quê. Cứ sao anh lại tạo ra chi một chuyện đã rồi, để cho em phải lỡ cười lỡ khóc. Em đã quen ngủ đời người con gái, giờ anh tính sao đây cho tròn nhân. Tính sao là tính cái gì? Tôi đã nói với Kiều rồi, tôi không biết cái gì cả. Tôi đến đây thì thấy trong nhà trống vắng, nhưng cửa phòng của Kiều thì mở, nên tôi... Nên anh đã thừa lúc tôi mê man vì thuốc an thần, anh đã làm nhục tôi, phải vậy không? Không. Phải không? Không phải như vậy mà, tôi không có mà. Anh Tâm, Tâm ơi sao anh quyết lòng từ chối, để cho em nghe buồn bã vô cùng. Nếu không là anh thì ai, ai đã gây ra cảnh tình này? Tôi đâu có biết. Có phải vừa rồi chính anh đã nói, anh đã thốt lời tha thiết yêu em? Đâu có. Trong mơ màng những em nghe rõ từng tiếng nói của anh, ôi giọng nói ngọt ngào như sông hương ướp mật. Vậy mà sao bây giờ anh không nhận nhục nhã này, ai gánh chịu cho em? Trời ơi sao lại có chuyện này được chứ? Anh đừng hòng tìm cách chạy tội, tôi không để yên cho anh đâu. Anh ra đây, anh ra đây. Kiều, em buông anh ra, anh không có tội gì hết mà. Buông anh ra. Kiều, chuyện gì vậy hả? Ba ơi, anh Tâm, anh đã hại đời con rồi ba ơi. Tâm, tôi... Con làm gì con gái tôi, nói mau. Dạ thưa bác. Dạ. Tâm. Cháu. Tâm. Dạ. Chúng tôi tin tưởng cậu cho nên mới để cho cậu tự do lui tới ở trong nhà này. Không ngờ cậu lại lầm lãng giả thú như vậy à. Dạ thưa bác, xin bác hãy nghe cháu giải thích. Dạ, chuyện là... Anh Tâm ơi, anh Tâm. Kìa, Tuyền, em đi đâu đây? Anh Tâm ơi, anh hãy đi về ngay, kẻo không còn kịp đâu. Tuyền, em nói gì vậy? Anh Tâm, mẹ của anh đang nằm nhà thương. Hả? Anh vừa ra khỏi nhà chừng 5-10 phút thì bác gái ôm ngực kêu đau, sau đó hơi thở kém đi. Chính em đưa bác đến nhà thương điều trị. Anh phải đi tìm để gặp mẹ anh. Phan, cậu chưa đi được, hãy trả lời cho tôi được biết về việc cậu đã nhẫn tâm làm.
ba ơi, anh Tâm đang rối rắm chuyện gia đình, xin ba hãy nghĩ chút tình, đừng khó khăn gì mà tội nghiệp cho anh. Nhưng dù sao ba cũng cần nghe Tâm nó có bài. Hoàn toàn cháu không biết gì, bây giờ cháu cần phải đi ngay. Khoan, cậu không được quyền đi như vậy, cậu phải ở lại đây. Bác ơi, con lại bác, bệnh của mẹ cháu mà cháu không đem thuốc an thần đến kịp, chắc là mẹ cháu sẽ nguy đến tánh mạng rồi. Nhưng rồi chuyện con gái của tôi nè, chuyện con gái của tôi cậu giải quyết ra sao hả? Cho cậu đi về, chứng cứ ở đâu để mà cậu nhận tội chứ? Anh Tâm, chuyện gì xảy đến cho anh vậy anh Tâm? Tuyền ơi, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Nhưng thật tình tôi vô tội. Anh Tâm, ai đã làm một điều ô nhục, quan gia đâu tôi chịu. Xót xa thay cho cảnh tình này. Sự thật ra sao hả? Tâm nó đã làm điều gì tác tệ? Ba hãy để cho anh Tâm được ra về. Thưa bác, dầu chưa biết anh Tâm đã làm nên chuyện gì khiến cho bác ra chiều giận dữ, nhưng bác ơi, mẹ của anh Tâm đang trong tình trạng nhất sanh thập tử. Mong bác hãy xót thương mà cho anh ấy được đi gặp mẹ trong giây phút sau cùng. Tuy cháu và anh Tâm không ruột thịt họ hàng, nhưng hai gia đình cùng ở chung một xóm, cùng cảnh cơ hàng nên rất mến thương nhau. Một lon gạo một bó rau, chúng tôi từng xớt chia trong những ngày lấn đần. Cháu hiểu anh Tâm là người luôn tự trọng, bác hãy xét suy mà cho anh ấy ra về. Một lần nữa cháu nói với bác là cháu không có lỗi gì cả. Tuyền, mẹ đang ở bệnh viện nào? Em đưa anh đi đến đó nhanh lên. Đi. Anh Tâm, anh Tâm. Kêu, kêu. Bác ơi, con gái của bà. Bà. Con. Mẹ ơi, mẹ chết thật rồi sao mẹ? Mẹ bỏ con mà đi một mình như vậy sao mẹ? Anh Tâm ơi, mẹ ơi. Anh Tâm, anh đừng buồn nữa anh Tâm. Anh hãy để cho hồn bác được bình thản ra đi. Bác chết như vậy là đã được an phận rồi. Không, Tuyền ơi, mẹ anh chưa chết, vì mắt mẹ anh cũng chưa khép lại. Phải chăng mẹ anh đang chờ trong mắt đăm đăm nhìn như là mong con mau kề bên? Mẹ ơi, tội tình con mang để mẹ luôn chờ. Từ nay về sau con xin không rời mẹ phút giây. Sao giờ mẹ không nói đi rằng đã tha thứ
còn bên anh. Thì ra mẹ anh đã chết, vậy mà anh cứ để hồn mình chơi chơi lạc lòng. Vẫn tưởng rằng người mẹ thân yêu còn sống như những tháng năm qua, mẹ con hôm xóm bên nhau chia sẻ vui buồn. Thật sự giờ đây mẹ vĩnh viễn đi rồi, cô đốt đuốc khắp trần gian tìm kiếm cũng không thể nào có mẹ. Mẹ ơi, một người mẹ suốt đời khổ cực vì con, suốt tháng quanh năm làm thẫn cò lăn lồi, nặng gánh trên vai mẹ nuôi con ăn học, ơn nghĩa dưỡng sanh con trả mấy cho vừa. Bệnh tim của bác thật là quái ác, không ngờ trong giây phút lại phải lìa đời. Nhưng em nghĩ làm người không ai tránh được một lần xuôi tay nhắm mắt. Em khuyên anh chớ khổ đau nhiều mà có hại với sức khỏe đó. Tuyền ơi, hãy để cho anh được cùng mẹ anh tâm sự, dẫu biết rằng âm dương đã cách biệt nhau rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói với mẹ thật nhiều. Quên sao được mẹ ơi, có lần mẹ nhìn con mỉm cười khẽ nói: ráng học đi con để sau này đỡ cực khổ tâm thân. Con bảo rằng mẹ hãy an tâm, mai một đi mẹ không được còn giáng lao vất vả. Nhưng bây giờ mẹ đâu còn nữa để cho con phụng dưỡng tôn thờ. Anh Tâm, vừa rồi em khuyên anh đừng đau khổ, nhưng đứng trước cảnh này chính em cũng không cầm được nước mắt. Dẫu biết rằng định luật vô thường không ai tránh khỏi, sanh lão bệnh tử có tha thứ cho ai đâu, nhưng làm sao không buồn khổ được Tuyền ơi. Từ đây mẹ con anh đã cách biệt nhau rồi. Anh Tâm, anh Tâm ơi, nước có nguồn cây có cội, sanh làm người phải có mẹ có cha, nghĩa mẹ sâu dài cõng cha như núi, làm con luôn nhớ câu hiếu đạo di tiên. Ai đành lòng buôn dội bước đi sẽ không xứng đáng đứng trong trời đất. Anh khóc mẹ trong giờ ly biệt, xin chia sẻ cùng anh trong phút giây này. Anh Tâm, anh vuốt mắt mẹ đã đi, chắc người đã vui lòng hóa già. Khi biết rằng anh là đứa con hiếu đạo, nơi chốn cứu Tuyền hồn bác sẽ phiêu diêu. Anh Tâm, mẹ em muốn nói chuyện với anh. Cháu xin chào bác, mời bác và Hạnh ngồi. Chào bác. Chào Hạnh. Anh Tâm, em về. Cậu Tâm, nghe tin mẹ cậu qua đời, chúng tôi đến đây phân ưu, tuy có hơi muộn màng. Cháu thành thật cảm ơn bác và Hạnh. Cậu Tâm à, tôi biết lúc này cậu đang bối rối lắm. Tôi tạm gác chuyện của cậu đối với con Kiều, nhưng tuần sau tôi yêu cầu cậu đến nhà tôi để giải quyết chuyện này, cậu nhớ nha. Thưa bác, dầu tuần sau hay bây giờ, cháu cũng khẳng định với bác là cháu không làm hại em Kiều. Cậu tưởng chỉ với một lời khẳng định như vậy là chúng tôi có thể tin cậu hay sao? Nếu như cậu cố tình trở xuôi làm ngược,
thì cậu đừng trách tôi sao không nghĩ chút tình nhau. Cháu biết nói gì đây khi lời cháu rất là chân thật. Trước vong linh của người mẹ thân yêu cháu thề chẳng dối gian. Lời thề của cậu không thuyết phục được chúng tôi đâu. Hạnh, xin Hạnh hãy giúp một lời cho tôi được an tâm. Hạnh không thể thuyết phục được ai khi trắng đen chưa minh bạch. Như vậy cũng có nghĩa là Hạnh không tin tôi. Đôi khi lời nói của mình chính miệng mình thốt ra cũng chưa đảm bảo được rằng không sai lệch đâu anh. Tại sao cậu đòi hỏi lời cậu người khác phải tin, trong khi cậu đã có hành động chứng tỏ cậu là người phạm tội? Cậu Tâm, tôi thông cảm hoàn cảnh của cậu nên không nói nhiều đó thôi. Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng tin đường lật lòng thì tôi không dĩ tình đâu. Tôi nói để cậu còn lo liệu. Hạnh, đưa mẹ về ngay. Khoan, khoan đã bác ơi. Đừng giữ chúng tôi lại nữa. Cậu Tâm à, từ ngày cậu đến nhà chúng tôi cho đến bây giờ, chúng tôi luôn quý mến và kính nể cậu. Nhưng cậu đã làm chúng tôi thất vọng. Tôi mong rằng một tuần lễ nữa cậu sẽ tránh cho chúng tôi khỏi chờ đợi. Vâng, bác sẽ không thất vọng về cháu đâu. Cháu sẽ chứng minh với hai bác cháu là người vô tội. Tôi chờ cậu. Hạnh, về con. Mẹ, xin mẹ ra trước chờ con. Con cần nói chuyện với anh Tâm. Được, mẹ chờ con. Anh Tâm, anh có thắc mắc gì sao Kiều phát giác anh ở trong phòng nó mà nó lại không lên cơn đau tim không? Đúng, điểm này rất lạ. Tôi nhớ Kiều lúc đó xúc động kinh khủng, nhưng không hiểu sao. Chẳng có gì khó hiểu hết, vì Kiều nó rất yêu anh. Anh Tâm, Hạnh mong anh đừng làm nó đau khổ thất vọng. Nhưng Hạnh à, tôi thật sự không hại em Kiều. Anh không cần phải phân trần với Hạnh nữa. Những gì Hạnh vừa nói, anh hãy suy nghĩ lại đi. Chuyện xảy ra dù chưa biết hư thực ra sao, nhưng Hạnh tha thiết mong anh hãy cứu em tôi trong cảnh tình này. Nó thật sự yêu anh nên hy vọng đợi chờ. Hạnh sợ rằng Kiều sẽ chết đi nếu biết được người hại nó không phải là anh. Thế nên Hạnh khẩn khoản yêu cầu anh chấp nhận nên với em tôi. Đừng Hạnh ơi, đừng để cảnh cái ngàn này mãi kéo dài trong sự lừa dối nhau. Tôi không có tội tình gì, lòng tôi sao trước trắng trong. Nếu không yêu em Kiều thì mong anh thương hại, hãy giang tay cứu một mạng người. Dẫu phải chết đi tôi cũng không thể nào làm một điều trái đạo vô nhân. Tâm ơi, nếu cần tôi quỳ xuống lại anh để cứu em tôi thì tôi sẵn sàng dâng chiều. Anh
có biết đâu mấy ngày nay Kiều cứ ra vào trong đời và luôn gọi tên anh trong giấc ngủ mơ màng. Trên đôi mắt dễ thương lại có dòng lệ hay hàng. Tôi biết rằng em tôi đang khóc, nhưng không hiểu nó khóc buổi tao phùng hay khóc chia ly. Bất giác tôi chắp tay khẩn nguyện trời cao phù hộ cho nó được duyên ưu phần đẹp. Tâm ơi anh hãy nói đi lời chấp nhận là kể từ đây anh sẽ yêu Kiều. Không thể được, vì tôi không thể đối xử với người yêu tôi bằng lòng thương hại. Hơn nữa, trời ơi, tôi biết phải nói như thế nào để hạnh hiểu được tâm lòng tôi. Anh Tâm, chẳng lẽ anh lại lạnh lùng đến thế hay sao? Lẽ nào anh có thể dẫn dưng với một người con gái đã yêu anh chân thành sâu đậm hay sao? Trong khi anh chưa có người yêu thì lý do nào anh không thể cùng em tôi kết hợp? Chẳng lẽ trái tim anh không biết rung động bởi tình yêu thương lời cầu cần? Nói đi anh, tại sao anh im lặng, tại sao anh quá đỗi vô tình? Do tôi vô tình hay lỗi nơi hạnh không hiểu, trong tim tôi đang đầy ắp một tình yêu. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thổ lộ, giờ trước cảnh ngộ này không thể lặng thinh. Hạnh chưa lần nào nghe anh nói về người yêu của anh, chưa thấy anh có bạn gái. Hạnh đoán là anh chưa... Hạnh không phải là bạn gái của tôi sao? Ý Hạnh muốn đề cập đến người bạn gái thân thiết, chứ không phải người bạn bình thường. Đối với tôi, Hạnh không phải là người bình thường. Anh Tâm, Hạnh, anh không phải vô tình, không rung động bởi tình yêu. Trái lại, anh đã yêu, đã rung động. Hạnh trách anh lạnh lùng dửng dưng, nhưng Hạnh, chính Hạnh mới là người dửng dưng lạnh lùng. Hạnh ơi, em có hiểu cho anh không? Em có biết anh yêu em lắm không? Anh Tâm, trả lời anh đi, Hạnh có yêu anh không? Trả lời đi. Em thế nào? Không, không được. Hạnh không được yêu anh. Tại sao lại không được? Tại sao vậy Hạnh? Tại sao vậy? Em phải biết nói sao đây? Trong giây phút này lòng mơn man quá, tình riêng dưng dưng lâu nay, nói sao bây giờ thương quên nhau đi, xin cảm tạ tình anh. Trong nước mắt của em rơi, soi thấu nhau rồi, đừng nên chôn giấu. Chờ em tiếng nói yêu thương, ước mơ chỉ là mơ. Đang ngóng chờ tin anh.
Hạnh, anh đừng nói gì hết. Chuyện vừa rồi anh nên quên đi. Hạnh, anh Tâm, chúng ta không thể yêu nhau được đâu. Anh hãy hiểu cho em, hãy hiểu cho em. Kìa, Hạnh, Hạnh. Ủa, cô nào vừa chạy ra có vẻ hấp tấp quá vậy Tâm? Dạ, bạn của cháu. Bộ bay đuổi nó hay sao, nó chạy bán sống bán chết vậy? Dạ, bạn bè với nhau làm gì có chuyện đó. Cô thấy con nhỏ đó nó cũng đẹp đứa quá chứ. Mẹ bay không còn nữa, thôi thì bay cũng cần nên có vợ cho rồi, để nhà cửa khỏi hoành hiu. Con nghèo quá, con chưa dám tính đến chuyện đó cô à. À, hôm nay hình như là cô có rảnh phải không? Ủa, sao bay biết? Thấy cô đến đây trông có vẻ thư thả quá, cho nên cháu đoán càng vậy mà. Thôi bay ơi, đã là bác sĩ, ráng mà giữ nghề, chuyển qua làm thầy bói, coi tướng nói càng. Đúng thì không nói làm chi, lỡ trật họ chê, bay đừng có mê. Cháu hỏi cô như vậy là muốn nhờ cô một việc, chứ có bói toán gì đâu. Bây giờ nhờ chuyện chi? Cái chuyện mà hôm cô đưa mẹ cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng, cô hứa sẽ nói cho cháu nghe đó. À, về chuyện ba cô bay đó hả? Dạ phải. Hôm đó cô nói nửa chừng rồi cô ngưng luôn hả? Tâm, không phải cô tiếc lời với bay mà không kể cho tròn câu chuyện, nhưng khổ một điều, mỗi khi nhắc đến những gì có liên quan tới mẹ cháu là nước mắt cô tuôn rơi. Thương cho mẹ bay hồng nhan bạc số, từ tuổi xuân hồng đến lưng còng tóc trắng, chưa có ngày nào chị ấy nở trọn nụ cười tươi. Bởi thế cho nên cô không muốn nói thêm, sợ buồn lại thêm buồn. Cháu ước mong biết được gốc nguồn cõi rễ, ba cháu hiện nghe giờ còn mất ra sao. Cách đây 20 năm, cô gặp mẹ cháu làm vũ nữ cho một vũ trường giữa đất Sài Gòn bướm ong lơi lạ, vốn cùng cảnh nghèo, cùng quê hương xứ sở. Đôi bạn xem nhau như quyết nhục thâm tình. Tuy là vũ nữ nhưng cô và mẹ cháu luôn luôn giữ trong sạch cho mình. Đã có biết bao người cáo sáng quyền quý, ngỏ ý trao lời cùng mẹ cháu vì sợ câu phận gái trung chuyên, sợ giữa chợ đời khách tình đen bạc nên qua luôn phòng hương kính nhụy, sống bình yên với cuộc sống thanh bần. Nói như cô thì nguyên do nào mẹ cháu lại bằng lòng ở với ba? Và rồi cũng nguyên do nào cháu ra đời chỉ có mẹ là người bế bồng quản dưỡng, rồi đến ngày mẹ chết ba con cũng không thấy đến đi tiễn đưa nữa. Ngày xưa ba con là một thanh niên hay buồn tư lự, mắt hướng xa xôi như nhung nhớ điều gì.
gặp nhau luyến nhớ. Và cái trinh nguyên đầu đời mẹ cháu đã hiến dâng. Những tưởng trên đường tình có bạn có đôi, cùng nắm tay nhau vượt qua mưa to gió lớn. Nào hay đâu khổ thân người con gái, khi có mang rồi thì chàng cũng ra đi. Trời ơi, có lẽ giờ phút đó mẹ cháu vô cùng đau khổ. Tuy vậy, nỗi khổ đau và tuyệt vọng không làm cho tinh thần của mẹ cháu sụp đổ. Mẹ cháu biết trách nhiệm với bào thai, nên nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục đương đầu với cuộc sống. Tấm hình này ba cháu chụp chung với mẹ cháu. Và cô, nếu cháu chưa biết mặt ba cháu thì đây nè. Anh Tâm. À kìa, bác Kiều, thật là bất ngờ. Mời bác và Kiều ngồi. Dạ. Tưởng nhà anh khó tìm lắm chứ ai nhà dễ ợt hả? Anh Tâm ơi, sao anh không đến thăm em vậy? Tôi... Thưa bác, đây là người bạn của mẹ cháu. Chị, hình như chị là... Tôi nhớ ra anh rồi. Chị là Nguyệt khỏe không? Té ra bác và cô đã biết nhau từ trước à. Anh Vinh, anh biết nhà này là của ai không? À... Anh nhận ra người trong tấm hình kia chứ? Lan phải không? Bác biết mẹ cháu à? Tâm, ông đây biết quá rõ về mẹ cháu. Qua mấy lời đối đáp vừa rồi, cô muốn cháu suy nghĩ ra xem ông đây là ai, liên hệ như thế nào với mẹ cháu ngày xưa. Cháu thử trả lời đi. Không biết phải trả lời sao, nhưng cháu có linh cảm rằng đây là câu hỏi không bình thường, và lòng cháu rất hoang mang. Chị Nguyệt ơi, sự thật thế này sao? Tôi đang bấn loạn tinh thần. Chẳng lẽ đây là nhân quả trong đời mà ngày trước tôi đã gieo? Ba, sao ba nói chuyện đâu đâu, khi con chưa hiểu gì, xin ba nói rõ ràng cho con tường căn nguyên. Cô Nguyệt ơi, có phải bác nhìn đây với cháu là phụ tử thâm tình, mà từ lâu cháu ước quyền sẽ có ngày gặp gỡ? Cháu hãy nhìn vào tâm anh thì mọi việc sẽ được trả lời ngay. Ông Vinh đây với hình không phải là ai. Ôi một sự thật chua cay. Lan ơi, hồn em còn phảng phất đâu đây, xin hãy chứng giám cho anh. Anh không phải là kẻ vong thề bội nghĩa. Bởi anh có ngờ đâu sao chung chăn gối, em đã để lại cho anh một giọt máu trong đời. Cất tiếng gọi tên em mà anh ngày xưa vì mang trong lòng cơn đau tình ái, anh đến vũ trường để tìm giây phút vui tươi. Cứ ngỡ em là kẻ bán phân buôn ngưng, nên anh đến với em bằng tình thương dây muộn. Có ngờ đâu em thủy
trọn vẹn giữ mãi trong đầu mà anh không hay không biết. Khi biết mình đã mang thai và anh thì ra đi biệt dạng, chị Lan âm thầm bỏ nghề vũ nữ, tảo tần buôn bán nuôi dưỡng thai nhi. Đến nay thằng Tâm đã là bác sĩ, anh thử tưởng tượng đi, chị ấy khó nhọc đến giường nào. Lan ơi, trước bàn thờ của em anh quỳ xuống đây cúi lại một người trung. Lan ơi, em là một đóa sen mọc giữa bùn lầy. Vậy mà ngày em xuôi tay nhắm mắt, anh vẫn vô tình không một bước tiện đưa em. Tâm ơi, ba có lỗi với con, nhìn mắt con mà ba đây vô cùng hổ thẹn. Nay nước về nguồn lá rơi về cội, và đang đợi chờ tiếng con gọi ba ơi. Ba, con, ba, con của ba. Tâm ơi, con hiểu cho ba, trước khi đến với má con, ba đã yêu một người con gái khác. Người con gái đó vì sự ép buộc của gia đình nên phải du quy, sau này gặp lại do tình cũ nghĩa xưa, nên ba cùng người xưa nên duyên nối lại. Do đó ba mới bỏ mẹ con cho đến ngày nay. Ba ơi, con chết mất. Kiều, con không thể nào sống được với cảnh trạng này đâu. Tâm ơi, nay đã rõ ra rồi, anh là anh của em, một người anh cùng cha khác mẹ. Trời ơi, vậy mà anh đã gây ra điều tắc tệ, để bây giờ nghe khổ nghe đau. Kiều ơi, hãy tin anh, đối với em lòng anh luôn thanh cao trong trăng. Vậy chứ ai đã tạo ra điều nhục nhã? Kiều, chân giả sau này chắc được nghi phân minh. Bà ơi, Kiều. Bà ơi, con mệt quá. Bà cứu Tâm ơi, Tâm ơi, em của con à. Hãy đưa em Kiều đi nhà thương ngay, Kiều không còn kịp nữa. Cô qua dừng nhà giúp cháu. Đi cháu, đi. Hạnh. À, anh Minh, mới lên hả? Mới lên. Chú Thiếm đâu rồi Hạnh? Mẹ em đi vắng. Còn ba thì đi với Kiều đến nhà anh Tâm từ sáng sớm tới giờ chưa về. Hạnh à, chuyện gì vậy anh? Lần này lên đây tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến của Hạnh trước. Chuyện gì? À, lần này lên đây tôi muốn xin chú Thiếm cho tôi được cưới em Kiều làm vợ. Hạnh nghĩ có được không? Anh cưới Kiều? Phải, gia đình tôi đã cho phép rồi. Nhưng tại sao anh lại chọn em tôi? Vì tôi yêu Kiều, yêu từ lâu lắm rồi. Anh Minh à, nói ra sợ anh buồn, nhưng em cũng thấy cần cho anh biết điều này, để anh chuẩn bị tâm lý. Hạnh muốn nói điều gì? Em tôi đã yêu bác sĩ Tâm rồi. Không, không được đâu. Tại sao lại không được chứ? Kiều là của tôi, hiểu chưa? Kiều không thể thuộc về bất cứ một người nào khác. Anh Minh, em hiểu là anh rất yêu Kiều, nhưng trong chuyện này thì dù thế nào đi nữa tôi cũng phải cưới Kiều à. Phải có trách nhiệm với Kiều. Kiều không là vợ của tôi
thì có lẽ suốt đời tôi ân hận dài dò lương tâm sâu xa tuổi nhục đêm ngày không an. Hạnh ơi hãy cứu lấy một linh hồn đang mang nặng vì tội lỗi đã làm. Qua lời anh tôi vô cùng kinh ngạc, duyên cớ nào anh quá bi quan và tỏ ra khổ đau thật sự. Trong vấn đề này tôi rất ngại lo. Hạnh à, bây giờ tôi không còn muốn che giấu điều gì nữa cả. Chính tôi đã... Hạnh, bác gái đâu? Mẹ Hạnh đi công chuyện chưa về. Có chuyện gì không anh? Kiều lên cơn xúc động mạnh, đã đưa đến nhà thương cấp cứu. Và ba... ba của Hạnh bảo tôi về gọi bác gái vào bệnh viện gấp. Trời ơi, em tôi... Anh Tâm, có phải chính anh đã từ chối Kiều để nó bị lên cơn phải không? Không, Hạnh lầm rồi. Kiều lên cơn là vì... Anh đừng chối, Hạnh biết mà. Thế nào anh cũng làm cho nó xúc động. Anh Tâm, anh tàn nhẫn lắm, anh ác lắm. Tâm, anh đã làm gì Kiều? Anh nói đi. Tôi đâu có làm gì. Thôi, tôi đi. Đứng lại. Tôi cho anh biết, Kiều là của tôi. Anh không được chiếm Kiều của tôi. Với Kiều tôi có bổn phận, phải cưới cho bằng được. Tôi nói rõ ràng, Hạnh có nghe chưa? Mình nghe đây. Tôi không hề chiếm đoạt gì của ai. Bây giờ tôi cần phải đi ngay. Anh không có quyền giữ chân tôi. Tôi biết anh mạo nhận để Kiều không còn cách nào hơn là bằng lòng làm vợ anh. Tôi không ngờ anh lại phỏng tay trên. Tại sao lại làm mạo nhận? Anh Minh, yêu cầu anh nói rõ ràng hơn. Có phải chính anh đã hại em tôi? Tất cả chỉ vì tôi quá yêu. Anh Minh, anh lặp lại một lần nữa đi. Anh là thủ phạm chiếm đời con gái của em Kiều, phải không? Phải. Tôi đây. Ngày hôm đó, trước khi về quê nhằm lúc Kiều mê man vì uống thuốc an thần, nên tôi đã làm việc ấy. Tất cả là vì tôi đã yêu và lo sợ mất Kiều. Không nên. Cứ đánh nữa đi, dầu những tát tay kia có làm đau đớn thực ra, nhưng tôi không bao giờ oán hận. Tôi đã không kiềm chế được cơn dục vọng nợ cướp mất đi cuộc đời trong trắng của em. Hành động trái với lương tâm, lòng tôi cũng nghi rối nghi loạn rơi bời. Nhưng tôi van xin mọi người hãy giùm thấu hiểu, tôi yêu Kiều vô cùng nên không muốn phải rời xa. Tôi hẹp hòi ích kỷ nhỏ nhen, tôi ghét gió làm cho tóc Kiều bay, ghét dần trắng soi gương mặt đẹp, ghét nắng ban mai làm nàng tỉnh giấc. Kiều phải là của tôi cho hết cuộc đời này. Hạnh, có chuyện gì vậy? Mẹ, chính mình là thủ phạm đã hại em Kiều. Con nói sao? Thằng Minh, có thật không? Thật không? Dạ thật. Thưa thím, cháu sẽ có trách nhiệm. Trách nhiệm? Dạ. Trách nhiệm gì? Thằng khốn kiếp, mày đã hại con gái tao. Mày hại nó suýt mất mạng, mày có biết không? Cháu hối hận lắm. Nhưng xin thím hãy tin cháu. Mọi việc sẽ giải quyết sau. Bây giờ bác và Hạnh vào bệnh viện ngay để thăm em Kiều. Sao? Nó lại lên cơn nữa à?
đi, đi mau đi Hạnh. Con chở mẹ đi. Con sẽ qua khỏi mà. Ba. Mẹ. Con thương mẹ. Con thương ba. Con thương chị Hạnh nhiều lắm. Mà con không có muốn xa đâu. Con ơi. Trời ơi. Em của tôi. Kiều ơi, con biết con đã làm cho ba mẹ và chị Hạnh buồn nhiều lắm. Con xin lỗi. Từ giờ này trở đi, con không làm cho ai vì con mà buồn khổ thương. Thần gian sinh bao nhiêu lầm lỗi con trót gây ra, mong đấng sanh thành và người chỉ kính yêu tha thứ cho con trước phút chia lìa. Kiều làm đau lòng chi, em hãy vui lên cho chị được vui mừng. Em đi bao nở khi còn đây những người thân, đang phập phồng dõi mắt theo em từng phút từng giây, mong em lần. Con chắp tay cầu trời khấn Phật, có linh thiên xin phổ độ cho con tôi thoát khỏi bình tình. Thương quá mẹ, con. Kiều, ráng đi con. Con sẽ khỏi và sẽ thấy ba thương con thật nhiều. Cả đời ba dành để thương con mà con. Kiều ơi, con có nghe ba con nói gì không? Mẹ, mỗi lần mẹ dạy con hay cãi mẹ. Con hư lắm phải không mẹ? Bây giờ con biết lỗi của con rồi. Phải chi con còn sống được thì con sẽ ngoan với mẹ, với ba, với chị của con.
Trời Kiều à, con ơi, con đừng nói vậy con ơi. Kiều ơi, nghỉ ngơi đi em, đừng gắng sức nói nhiều mà. Chị Hạnh, em biết em không sống nổi nữa. Không có đâu, em sẽ sống mà. Và lại em cũng không đáng sống đâu. Kiều, anh Tâm là anh của tụi mình, anh cũng là con của ba. Vậy mà chị ơi, tội lỗi lắm phải không chị ơi? Kiều, em đừng mặc cảm về chuyện đó. Kiều ơi, thật ra thì em đâu rồi Kiều? À, anh Minh à. Anh Minh phải không? Phải phải, đây rồi. Kiều, em ráng giữ gìn sức khỏe. Anh mang quà cho Kiều nhiều lắm nè, chút nữa về nhà Kiều sẽ thấy. Anh Minh, cảm ơn. Em cảm ơn anh, nhưng em sợ sẽ không ăn quà được của anh đâu. Anh Minh. Kiều, em biết, em biết anh rất tốt với em, anh luôn dịu dàng với em. Nhưng trái gian vô cùng, em đã không hoàn hiện, còn nặng lời để anh buồn đau. Nay trông thấy nhau sao tủi lòng, thẹn lòng nói không thành câu. Kiều ơi, anh muốn tạ tội với em. Em hãy nghe anh nói được Kiều à. Không, anh Minh, xin nói gì thêm nữa. Em tôi mỏi mòn thì xin chứ thôi chi, hãy nên để yên trong lòng chờ một ngày gió dông lăng tăng. Tôi đang xuống sang trăm phần nhìn Kiều mà tôi rối như cuồng thơ. Kiều ba ơi, mẹ, chị Hạnh ơi. Kiều, con mệt lắm. Kiều, trời ơi, làm sao ai cứu con tôi, nó không có tội tình gì. Mẹ ơi, con mệt quá. Kiều ơi, Kiều, Kiều. Kiều ơi, Kiều ơi, anh, anh Minh, anh đi, anh muốn nói gì với em? Em sắp chết rồi. Không, không, Kiều, anh nói đi, nói đi anh. Không, không, em không chết đâu, em phải sống. Mở mắt ra đi em, rồi để. Để nghe anh nói đi nè. Kiều ơi, anh yêu em, anh sẽ xin cưới em. Kiều ơi, em là của anh, em đã thuộc về anh rồi mà. Đừng bỏ anh Kiều ơi. Kiều à, anh, anh nói gì? Ai, ai thuộc về anh? Kiều ơi, anh có lỗi với em, chính anh đã. Trời ơi, trời ơi, thì ra anh không đáng. Kiều, Kiều, Kiều ơi, tỉnh lại con. Kiều ơi, Kiều đã chết. Kiều đã bỏ anh rồi. Kiều ơi, anh yêu em Kiều.
Kìa ông, chuyện mồ má của con Kiều ông lo tới đâu rồi nhỉ? Có lẽ mất buổi sáng mai mới xong mà. Vì mấy người thợ họ xây rất là kỹ rồi nha. Con người ta sống cái nhà, chết cái mồ mà. Dẫu có chậm nhưng mà họ làm kỹ càng là được rồi. Dạ thưa chú. Cậu. Thưa thím. Cậu còn về đây làm gì nữa chứ? Dạ, cháu về chịu tội với chú thím. Chú thím cứ đánh chửi và truy tố cháu đi. Cháu đáng tội, đang bị trừng phạt lắm. Thôi, đứng dậy đi. Cháu xin chú thím hãy trừng phạt cháu đi. Tôi bảo cậu đứng dậy đi. Mình, tôi với ba cậu ngày xưa là bạn chí thân. Trước khi anh ấy qua đời đã nhờ tôi chăm sóc dạy dỗ cậu. Bởi vậy từ lúc cậu lên nhà tôi ở, chúng tôi xem cậu như là con ruột của mình. Thế mà đáp lại lòng của chúng tôi, cậu đã hành động vô cùng bỉ ổi. Trước kia tin tưởng cậu bao nhiêu, giờ đây tôi bấy nhiêu thất vọng. Khi đó chuyện này chắc dưới quê mẹ cậu cũng đau khổ không yên. Thưa chú, cháu biết cháu có lỗi với tất cả mọi người, cháu là kẻ chẳng ra gì, nên cháu muốn trở lại đây để mắng tình chú thím rầy lo. Mọi việc đã lỡ rồi, cậu có nói gì thì cũng vậy mà thôi. Con Kiều chết đi, nỗi đau này làm sao nguôi được. Nhưng có kết tội cậu thì nó cũng đã ra ma. Giờ chúng tôi yêu cầu cậu hãy mau rời khỏi nơi đây. Chú thím ơi, Kiều đã ra đi thiên thu không trở lại, thì cháu sống làm sao với nỗi đau dài xéo trong lòng. Cháu rất yêu Kiều, yêu thật nhiều nên quá u mê. Cậu hãy im đi, đừng nói ra đây những lời yêu thương si dài. Chúng tôi không còn lòng dạ nào nghe cậu rên rỉ kêu than. Chú Vinh, tại sao chú không đánh cháu đi, không truy tố cháu ra pháp luật? Cháu van chú, cháu xin chú hãy làm như vậy đi. Chú hãy trừng trị cháu đi, để lương tâm cháu bớt nặng nề, cho cháu được phần nào đền bù lại tội lỗi cháu đã gây ra cho Kiều. Con tôi đã chết rồi, tôi có trừng trị cậu cũng chẳng làm sao nó sống lại được. Giả lại, nói cho công bằng, con gái tôi chết là do nhiều nguyên nhân. Chuyện cậu cưỡng đoạt nó chỉ là một trong những nguyên nhân đó thôi. Ông nói vậy không đúng. Nếu tên vô loại này không cưỡng bức con Kiều, thì con Kiều đâu đến nỗi yên chí là đã thất thân với Tâm, để rồi phải thất vọng và nhục nhã khi biết rằng không thể lấy được Tâm. Tôi đã nói với ông, nếu không xảy ra chuyện cưỡng gian, tôi có thể thuyết phục được con Kiều quên Tâm khi mà. Cậu Minh, con tôi chết là vì cậu, cậu nghe chưa? Cậu là một con quỷ, một tên giết người. Phải, tôi là quỷ dữ. Giết đi, giết tôi đi, tôi đang muốn chết đây. Đánh đi, đánh cho tôi chết đi, để tôi được gặp em Kiều, nói tiếng yêu thương, nói lời tớ tóc, nói câu miệng hẹn non thề và gần bên nhau mãi mãi. Kiều, tôi đang chờ đợi đây.
chờ đi cùng Kiều về cõi chết. Có lẽ em đang cô độc lạnh lùng, đang cần nghỉ tối chuyện trò đùa giỡn. Kiều, con tôi không bao giờ cần cậu đâu. Cậu hãy để cho nó yên ổn linh hồn. Cậu muốn chết à? Cậu muốn chết chuyện đó còn tùy, chứ đừng quấy rầy đến con tôi. Hình như cậu không được tĩnh tâm. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi đã bằng lòng cho cậu ra đi. Con Kiều nó chết, nhưng linh hồn nó mãi mãi quán cậu, mãi mãi nguyền rủa cậu là một tên quỷ sứ. Không bao giờ nó cần cậu đâu, không bao giờ nó yêu cậu đâu. Cậu đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi đi, đi đi. Bà nói láo, bà nói láo. Kiều là của tôi mà. Kiều cần tôi bên, bên nàng. À, tôi mới nghe Kiều gọi tôi đây nè. À, nghe không? Ông bà có nghe không? Kiều đang gọi tôi đó. Kìa kìa kìa, nàng đang ở đằng kia kìa. Kiều gọi tôi, Kiều dậy tôi. Đó, ông bà có thấy không? Đó. Minh, cậu tỉnh lại đi. Cậu điên rồi sao? Ai điên? Ông không thấy Kiều sao? Ông không nghe Kiều gọi sao? Điên, điên hết rồi. Chỉ có kẻ điên mới không nhìn thấy Kiều, mới bảo Kiều không cần tôi, không yêu tôi. Mình, bình tĩnh lại đi. Các người không có hiểu cái gì hết á. Kiều nó thuộc về tôi, nên phải cần tôi, phải yêu tôi nè. Kìa, nhìn đằng kia kìa. Đó đó đó, Kiều đang kêu tôi, có thấy chưa? Nghe chưa hả ông bà? Gì? Em nói gì hả Kiều? À, em lạnh à? Ồ, em sợ à? Đừng, đừng, đừng. Anh tới đây nè. Anh tới với em đây nè. Kiều, sao mà em đứng xa thật xa, không nhìn anh, để anh nghe buồn nghe nhớ. Ước mơ nói câu giao thề, nhưng mơ vẫn luôn mơ hoài. Em lòng không dương, riêng anh xót xa phần mình. Minh, cậu điên rồi, tỉnh lại đi cậu. Hả? Tôi không điên, tôi thấy Kiều, tôi nghe Kiều mà. Đừng có cản tôi, đừng có cản tôi. Tội nghiệp, Kiều đang lạnh, Kiều đang sợ kìa. Tôi phải đến với Kiều, tôi phải đến với Kiều. Kiều ơi, đừng sợ, anh đến với em đây nè. Kiều, Kiều. Thank you.
mình vẫn còn đây. Khi mơ lời rằng nhung nhớ nhiều, nay hố thắm làm sao dám nhìn. Nỡ bỏ đi đâu để em buồn, lòng đang say rứt không màng sứ đành anh ơi. Khắp nơi em tìm quay trở về đi anh, góc biển chân trời sao đành xa đi. Giờ anh trời ơi vắng vắng đâu đây tiếng của em tôi kêu gào trong mây trong gió. Gió ơi hãy thổi lên đi để tay tôi không còn nghe được tiếng kêu vang nức nở gọi thăm tình. Hạnh ơi anh phải ra đi để quên chuyện của đôi mình. Ôi vì một ước mơ bình thường bé nhỏ, anh đã âm thầm ôm ấp từ lâu. Một mái ấm gia đình, một người vợ hiền ngoan, hết giả yêu nhau không đua đòi sang cả. Vậy mà cho đến bây giờ vẫn không có được, tại con tàu la lại hay do anh bạc vô phần. Anh Tâm ơi, anh ở đâu, có nghe tiếng gọi của em không? Ba mẹ đang chờ anh, em đang tìm kiếm anh, hãy về với gia đình anh Tâm ơi. Tiếng của em tôi, anh ơi em hãy về đi, đừng tìm kiếm anh làm gì, hãy để cho anh đi. Kìa Hạnh, em còn tìm anh làm gì nữa? Bình dở gương tan ngỡ ngàng không nói được, mặc cho nước mắt buồn rơi. Nghe mặn mặn chuyện ly tân, thôi nhé anh ơi đừng nhớ bóng thương hình, mà mỉm môi cười đón nhận một tình thân. Bảo rằng gạt lệ sau lệ còn tuôn chảy, bảo cười sao nước mắt lại rưng rưng. Còn anh lòng muốn ra đi, sao chân một bước phân ly lại đừng. Hạnh ơi tại sao mình lại là anh em ruột thịt, mà không phải người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Đoạn trường ơi ơi đoạn trường, là lại chỉ lắng sông thương chia lìa. Hạnh con, cháu, cháu khóc đâu phải không? Nhưng mà tại sao cháu khóc? À, chắc cậu là nguyên nhân chứ gì? Bác Năm. Phải rồi, bác đây. Cháu vẫn còn nhớ đến bác. Ôi, bác mừng lắm. Đây là chuyện riêng của tụi cháu, xin bác Năm đừng bận tâm. Bác Năm là ai vậy Hạnh? Có lần xe em bị hư, bác ấy sửa giùm, qua đó mà quen biết. À, cháu thì chỉ gặp bác có một lần à. Còn bác hầu như mỗi ngày, không sáng thì chiều, đều đứng bên này đường nhìn sang ngôi nhà tường cao cửa kính, để thấy được hình bóng... Ngừng lại. Thằng Tâm con Hạnh đó phải không? Mẹ. Dạ thưa dì. Con, ba con dạo này sức khỏe kém lắm, đừng để ba con buồn. Sẵn có xe xích lô đây, hai đứa lên xe về mau đi. Chuyện của tụi bay để người lớn lo. Lên xe đi con. Má biểu lên xe đi. Chạy đi chứ. Nga. Sao? Ông, ông gọi tôi à? Nga.
bà không nhìn ra tôi sao? Ông là Năm Hùng. Phải, tôi đây. Ông đã gặp con Hạnh rồi phải không? Ông đã nói gì với nó? Bà hãy xác nhận với tôi đi. Có phải con Hạnh là con của chúng ta không? Không, không. Nó là con của ông Vinh, của chồng tôi hiện giờ. Ông hãy đi đi, đi đi. Tôi đã ghê tởm ông. Tôi đã thề là không gặp ông ngay cái ngày tôi bước ra khỏi nhà cha mẹ chồng và trên tay cầm mảnh giấy ly hôn. Nga, bà không cần xua đuổi, rồi tôi cũng sẽ đi ngay, đi đến một nơi trời xa đất lạ để không ai còn biết tôi biết tên. Có lẽ phải như vậy, lương tâm của người gây ra tội lỗi mới được đôi chút bình yên và đợi chờ ngày gục chết bên đường. Bất ngờ gặp lại bà đây, tôi quá đổi thẹn lòng. 20 năm trước tôi quả là người bội bạc, đã gây cho bà nhiều tuổi nhục đắng cay. Tôi cưới bà chỉ vì mệnh lệnh của mẹ cha, nên có chung chả gối chăn nhưng không tình không nghĩa. Biết bà có mang mà tôi nhẫn tâm ly dị để được tự do sống mà với. Gia đình ông thật là tàn nhẫn. Biết tôi có người thương rồi mà vẫn quyết tâm đi cưới. Còn ông đã không yêu mến tôi, sao lại hại đời tôi? Nếu ông Vinh là người hẹp lượng, chắc gì tôi còn sống đến ngày nay chứ. Ngày xưa tôi là thằng con trai hư hỏng, vì cha mẹ lắm bạc tiền nên đàn điếm rong chơi, bỏ học hành lao thân vào những cuộc truy quan, không quan tâm đến nỗi khổ đau của cha mẹ. Có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ dừng chân tụy lạc khi có vợ cận kề trói buộc bước đi quan. Thế là bà trở thành một nạn nhân vì mẹ cha tôi đã chọn. Bà nhưng tôi lại yêu người khác nên không thấy đau lòng khi ngày ấy xa nhau. Sau cuộc biến thiên cửa nhà tan nát, tất cả không còn, giờ ta chẳng thân đơn. Trên đời này phải có những hình ảnh bị nhân quả như ông thì thế gian này mới sáng mắt. Bao nhiêu năm nay sống trong cảnh một bóng, một thân đói nghèo khổ cực, tôi đã nghiền ngẫm được chuyện của mình làm. Tôi không dám đòi hỏi gì ở bà cả, chỉ mong bà hãy nói thật. Bà hãy nói thật, có phải con Hạnh là con của tôi không? Phải không? Đúng, nó là con ông. Trời ơi, trước đây vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, muốn cho hai đứa con không nghĩ sai lệch đức hạnh của mẹ nó, nên tôi cố tình che đậy. Nhưng bây giờ có lẽ tôi cần phải nói lên sự thật. Sự thật đó là thằng Tâm và con Hạnh không phải anh em cùng cha khác mẹ. Đủ rồi, đủ rồi. Chỉ cần bà xác nhận như vậy là tôi đã thỏa nguyện lắm rồi. Dầu không dám nhìn con, không dám gọi tên con khi đứng trước mặt nó, nhưng tôi vẫn thấy có một niềm vui to lớn. Vì trên đời này, trên đời này tôi cũng có con như bao nhiêu người khác. Đủ rồi, đủ rồi. Để làm vừa lòng bà, tôi đi đây.
Cô gọi ma đó phải không? Vì nghi ngờ nên con trở lại đây để tìm hiểu. Và con đã nghe, đã biết tất cả. Bởi dù ba là người như thế nào đi nữa, ba cũng là ba của con. Mẹ, nếu người này là ba của con thì mẹ cho phép con được nhìn về quyết nhục đang tha thiết mong mơ chờ. Con không dám tự nguyện, nhưng xin mẹ hãy thương con. Ba đã tiều tụy tâm thần, có lẽ vì quá khổ cực gian lâu nay đã nhận ra rồi. Con đâu nỡ làm ngơ. Hạnh, mẹ cấm con không được nhìn ông ta là cha của mình, vì ông ấy đã cố tình hất khủi mẹ con ta. Hạnh ơi, có lẽ đây là lần sau hết con gặp ba ở nơi này, rồi định nhiên chia lìa. Con không còn thấy mặt ba. Ba, ba không, ba không xứng đáng với con. Ba là người chồng ba ác, là người cha vô trách nhiệm. Ba không xứng đáng, ba không xứng đáng, ba không xứng đáng mà. Ba, ba ơi, ba, ba. Hạnh, Hạnh ơi. Mẹ. Mình và Hạnh không phải là anh em cùng cha khác mẹ. Có thật như vậy không? Hay thấy mình quá khổ đau mà em Hạnh dựng lên câu chuyện ấy? Ba ruột của Hạnh là ai? Tại sao Hạnh chưa nói cho mình nghe vấn đề này? Chào cậu. À, bác, bác có phải là ông Năm sửa xe không? Phải. Cháu Hạnh thường gọi tôi như vậy, nhờ cô Tuyền chỉ nhà và tôi đến đây để gặp cậu. Dạ, chẳng hay bác Năm tìm cháu có việc gì à? Một việc bình thường thôi. Tôi nhờ cậu trao lại cho... à, cho cháu Hạnh một bức thư. Một bức thư? Của ai vậy bác? Của tôi. Của bác? Sao bác không trực tiếp đưa cho Hạnh? Vì tôi sắp phải đi xa, đi ngay bây giờ. Hơn nữa, kể từ giây phút này, tôi thấy mình cần nên có một quyết định. Dầu cho khổ đau khi phải chia lìa, quyết nhục tâm thần. Ngày xưa tôi đã vô tâm, giờ đây cam chịu không một lời than trách ai. Nghe lòng bâng khuâng trước cảnh tình này, phải chăng tâm sự của người cha trước phút xa con? Đừng, tôi xin cậu đừng hiểu thêm gì qua lời nói của tôi. Thư đây, xin cậu hãy nhận cho. Trước khi rời khỏi nơi này, tôi có một ước nguyện sau cùng, là mong rằng cậu và con gái... không, mong cậu và cháu gái tôi được trăm năm hạnh phúc. Thôi chào cậu nha. À, bác Năm, bác Năm.
Anh là cha của Hạnh, chắc là như vậy rồi. Nhưng sao bác ấy lại ra đi? Phải lúc nãy mình giữ bác ấy lại và cho Hạnh hay. Bây giờ thì đã muộn rồi. Anh Tâm, anh Tâm. Hạnh, sao em lại khóc? Có chuyện gì vậy Hạnh? Ba em đã đi rồi. Nơi sửa xe ngày nào không thấy bóng. Đến căn nhà trọ hỏi thăm, người ta cho biết ba em đã ra đi từ ban sáng. Hạnh, có phải ba em là bác Năm không? Phải. Ba em đó, em định giấu anh để sau này anh có một tin vui bất ngờ. Nhưng bây giờ thì ba em đã cố tình lánh xa em. Hạnh à, ba vừa mới đến đây. Ba em vừa đến đây, ba em đâu rồi? Ba nhờ anh trao cho em một bức thư rồi vội vã đi ngay. Thư của ba. Thư đây, em đọc đi. Hạnh cô, khi con đọc những dòng chữ trong thư này thì ba đã đi xa. Dẫu từng bước chân đi, ba nghe tiếng nặng âu buồn. Ba tin giờ đây con đã rõ ngọn nguồn. Hãy tha thứ cho ba, vì ngày xưa ba đành đoạn để giọt máu của mình xa rời khỏi tầm tay. Nay muốn nhìn con nhưng lại vô cùng hổ thẹn. Thôi thì vĩnh biệt con ba đi, để quên nỗi đau này. Cuối thư ba cầu mong con vui sống. Sao bà nhất định như vậy rồi phải không? Ông tính gì còn hỏi tới hỏi lui nữa. Giờ đây ông biết con Hạnh không phải là huyết thống của ông thì chuyện yêu thương của tụi nhỏ cũng đâu có gì trở ngại. Bà hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi hỏi lại bà là để cho bảo đảm đặng lát nữa gặp tụi nhỏ tôi mới mạnh miệng tuyên bố chứ. Có vậy mà ông cũng làm cho tôi hết hồn à. Tôi lại tưởng ông thay đổi ý kiến chứ. Ý, bà ơi, hình như có hai đứa nó còn ở trong nhà kìa bà. Mình vào báo tin cho tụi nó mừng nghe. Ý, ba và dì đến kìa em. Thưa ba, thưa dì mới đến. Sao, hai đứa con vui vẻ rồi phải không? Ủa, con Hạnh sao mặt mày buồn so vậy hả? Chắc là nó biết chuyện ba nó bỏ ra đi rồi chứ gì. Mẹ, sao mẹ biết? Ba vừa gặp ba ruột của con.
ba gặp ba của con. À, ba đã nói hết lời nhưng mà ông ấy cương quyết ra đi. Tuy nhiên ba còn cứ hứa với ba rằng dù cho ở tận nơi đâu nghe tin hai con kết hôn với nhau, ông ấy sẽ về chung vui. Thành ơi em có nghe không, ba tuyên bố rồi, nay mai này sẽ thành hôn của ba em về chứ chẳng đi luôn. Này ba vẫn thương mến con, dù tận trường căn nguyên, ơn ba xem như tái sanh, con nguyện trọn đời không quên. Hãy xem chuyện đời của con giống như là trong giấc mơ, không cùng biết thống nhưng ai con cũng là dâu. Lời ông làm tôi càng vui, gương con cũng như ngày nào, không đổi thay tâm lòng tôi thật an tâm. Người ta ai cũng giống nhau về lời nói, duy có việc làm tỏ ra khác nhau mà thôi. Hạnh à, bấy lâu nay ba thương con như thế nào thì con cũng đã rõ rồi. Dù ngày nay con không phải là con của ba, nhưng mà tình thương ấy cũng không có gì thay đổi. Ngược lại, ba rất mừng khi chuyện thương yêu của hai con không phạm vào luân thường đạo lý. Ba, ba mẹ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai con. Em Hạnh, anh Tâm. Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm, sắc tỏa hương diệu hiền. Như thấy ai nâng niu cho đời hoa, sắc đẹp hương mặn mà. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời. Nhớ thương lâu dần rồi, dẫu trong tim chuyện cũ, người vào mây gió trôi. Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời như chuyện mình. Tình tôi mang tâm tư như tình anh, ước vọng sao mong thành. Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài cánh chim bay miệt mài.